tác động lên toàn cơ thể ấy. Cho nên là hỏi bệnh trong khám bệnh thì sẽ phải toàn diện nhé. Benzodo là cái nguyên nhân thường gặp nhất của cường giáp, nó chiếm tới 70-80% số bệnh nhân bị cường giáp nhé. Nhưng mà 30% còn lại thì nó không phải là benzodo thì cũng phải tìm ra nguyên nhân chứ hả? Đúng không? Ta cũng phải có cách để xác định. Bởi vì sang xác định đúng nguyên nhân thì ta mới điều trị đúng. Nếu ta xác định nhầm nguyên nhân, ta điều trị sai thì bệnh nhân có thể chịu thiệt thòi nhé. Benzodo nó là một bệnh không lây, nó là một bệnh tự miễn, nghĩa là nó có các cái kháng thể kháng lại thụ thể trên màng tế bào tuyến giáp lưu hành trong cơ thể. Những kháng thể này được tế bào tuyến giáp nhận biết nhầm như là tín hiệu của phân tử tê giác từ thủy trước tuyến yên, hướng dẫn cho tuyến giáp gia tăng sản lượng hormone T4 và T3. Vì thế cho nên nó sẽ sản xuất một cách tự chủ, nghĩa là sản xuất không dừng lại, vô độ lượng hormone tuyến giáp ngoài sự cần thiết của cơ thể và dẫn đến là bệnh nhân bị nhiễm độc giáp, nghĩa là có dư hormone quá ở ngoại vi nhé, nhiễm độc giáp. Kháng thể này rất đặc hiệu cho bệnh benzodo và là một xét nghiệm quan trọng trong chẩn đoán phân biệt của bệnh benzodo. Nó có mặt ở số lượng lớn hơn bình thường nhé, ít nhất là gấp 2, 3, 4, 5 đến 10, thậm chí đến 20, 30 lần so với lại ngưỡng trên của bình thường ở trong 80 đến 90% số trường hợp benzodo. Bất cứ một cái test chẩn đoán nào hay một cái thăm dò nào mà có độ đặc nhạy, độ đặc hiệu lên đến 80-90% được coi là rất là tin cậy nhé. Đặc điểm của bệnh benzodo là nó là ưu tiên giới nữ, thường là ở giới nữ hay gặp nhiều hơn giới nam, hay gặp ở lứa tuổi trẻ rất là nhiều và đến trung niên cỡ chừng khoảng 20-50 tuổi. Một người chưa từng bao giờ mắc benzodo ngoài 50 tuổi rất hiếm khi bị mắc benzodo nhé. Hoàn cảnh xuất hiện thì thường nó có yếu tố thuận lợi là các cái yếu tố khởi phát, có thể là một cái stress nào đó hoặc là một cái can thiệp lớn vào cơ thể như là một cuộc phẫu thuật hoặc là nhân một cái nhiễm trùng hoặc là sinh con hoặc là nuôi con hoặc cho con bú vân vân. Và nó cũng có thể xảy ra một cách từ từ hoặc là công việc căng thẳng quá nhé. Xuất hiện trên nền một bệnh nhân là có thể có biếu cổ từ cũ rồi hoặc là không, và biếu cổ to ra cái kháng thể mà lưu hành ở trong cơ thể để dẫn đến là tăng sản xuất hormone. Không những nó kích thích cho tế bào nhân giáp tăng sản xuất hormone mà nó còn làm cho các cái tế bào nhân giáp đấy gọi là gia tăng, nghĩa là tăng sản lên nữa, mà tăng sản một cách lành tính và tạo nên cái gọi là biếu cổ. Nghĩa là cái biếu cổ benzodo thường nó là một cái biếu lan tỏa nhé, nó là một biếu lan tỏa. Và bệnh nhân bị mắc bệnh benzodo là một bệnh tự miễn nhưng lại có cơ địa di truyền. Vì thế cho nên nó có thể gặp trong gia đình nhé, nó có thể gặp trong gia đình và gặp ưu tiên giới nữ. Thì ta hỏi bệnh, ta sẽ lưu ý, cố gắng hỏi xem là mẹ của bệnh nhân có bị không, chị, dì, bác, bà có bị không nhé. Hoặc là hỏi tiền sử, ta không quên hỏi tiền sử của bệnh nhân bị mắc bệnh benzodo xem là trong gia đình hoặc tiền sử bản thân của bệnh nhân có mắc bất cứ bệnh tự miễn nào khác không. Nó có thể đi kẹp với đái tháo đường type 1 của bản thân hoặc của gia đình, có thể đi kẹp với xuất huyết giảm tiểu cầu, có thể đi kẹp với nhược cơ vân vân nhé. Thì đấy là điều không may mắn cho bệnh nhân, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể gặp một bệnh nhân vừa có đái tháo đường type 1 vừa có benzodo. Nhìn vào hình ảnh này thì các bạn thấy đây là một cái biểu hiện về mặt hình thái trên khuôn mặt điển hình của bệnh nhân bị bệnh benzodo, bao gồm có nhìn thấy cái cổ to lan tỏa kia không, nó phình ra phía trước nhé. Ngoài ra cái bệnh mắt của benzodo là một cái dấu hiệu điển hình và nó cũng liên quan đến thứ nhất là nhiễm độc giáp, thứ hai là liên quan đến kháng thể TRAB, tức là cái kháng thể đặc hiệu mà ta đã đề cập đến ở trên. Nó làm tăng tích tụ các cái tổ chức hậu nhãn cầu và nó đẩy nhãn cầu ra phía trước làm cho bệnh nhân có triệu chứng lồi mắt rất là điển hình. Và trên cơ sở bệnh nhân bị nhiễm độc giáp thì sẽ dẫn đến là liệt cơ mi trên, làm cho mắt của bệnh nhân sáng long lanh to ra và có biểu hiện của bệnh lý mắt của benzodo. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là có quầng tím quanh mắt này, phù nề quanh mí mắt này, có thể là có sung huyết kết giác mạc này, có thể có lồi mắt này, có thể lác nhé, có thể lác ngoài, lác trong, dẫn đến bệnh nhân bị nhìn đôi, vân vân. Rồi bệnh nhân có thể bị chảy nước mắt, nhìn lóa. Đấy là tất cả những cái dấu hiệu mà ta có thể thấy ở bệnh nhân benzodo. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân benzodo là bệnh nhân có biếu cổ lan tỏa, có lồi mắt. Và ngoài cái lồi mắt là cái biểu hiện mà rất là phổ biến ở bệnh nhân cường giáp tiến triển, thì còn có một dấu hiệu nữa có giá trị tương đương để chẩn đoán phân biệt trên lâm sàng với các bệnh lý cường giáp do các nguyên nhân khác, đấy là phù niêm trước xương chảy. Nguyên nhân của nó cũng do như là ở mắt, nghĩa là nó tích tụ các cái tổ chức phức hợp miễn dịch ở dưới da,
ở vùng cẳng chân, bàn chân, quanh mắt cá, với những cái gọi là giới hạn không không rõ ràng, và với những cái quy mô của nó là có thể khác nhau ở tùy người, có thể cả cẳng chân, có thể một vài mảng thôi, và nó không hoàn toàn là giống nhau ở người này và người khác. Nếu ta thấy xuất hiện có phù niêm trước xương chảy như thế thì dấu hiệu này cũng là một dấu hiệu đặc hiệu liên quan đến tính miễn dịch của bệnh nhân cường giáp, và nó chứng minh cho chúng ta trên lâm sàng một bằng chứng sống động rằng đây có thể là một bệnh nhân bazodo, có thể nhé. Ngoài ra các kháng thể kháng giáp như đã nói cũng rất đặc hiệu, và bên cạnh đó là cái không đặc hiệu nhất chính là hội chứng cường giáp. Nó có thể có 80% là nguyên nhân bazodo, nhưng cũng có thể có 20 đến 30% là những bệnh lý khác gây cường giáp. Đơn cử là có thể có adenom toxic là biểu nhân độc tuyến giáp, hoặc là viêm tuyến giáp bán cấp, các thể loại viêm tuyến giáp bán cấp được kép vanh, viêm tuyến giáp bán cấp Hashimoto ở những giai đoạn tiến triển cũng có thể dẫn đến cường giáp, nhưng thường nó sẽ không nặng nề bằng ở bệnh nhân bazodo. Biểu hiện biếu cổ đặc trưng của bazodo là, thứ nhất đấy là một cái biếu mà nó phì đại cả hai thùy nhé, nó không phải là chỉ tăng ở một chỗ đâu, và nó không phải là một biếu nhân, nó không có nhân, nó không đau, nó mềm hoặc là căng thôi, và nó lan tỏa, và đặc biệt là nó tăng sinh mạch ở bên trong. Vì thế cho nên là nó có tiếng thổi, nó tạo nên tiếng thổi hiệu ứng âm thanh khi mà cái tốc độ dòng chảy của dòng máu ở trong cái nhu mô tuyến nó cao, thì nó sẽ ở bệnh nhân càng cường giáp thì tốc độ dòng chảy càng cao và càng có cơ hội có tiếng thổi. Tiếng thổi này có thể nghe thấy ở một phần thùy tuyến giáp ở cực trên hoặc cực dưới, ở một bên hoặc hai bên, không nhất thiết phải nghe được ở tất cả các vị trí khác nhau của tuyến giáp. Và ta đã học khám tuyến giáp rồi, ta đặt ống nghe lên trên mặt tuyến giáp, ta sẽ nghe thì tiếng thổi. Trong trường hợp nghe thì tiếng thổi và tiếng thổi rất lớn thì ta đặt tay, bàn tay của chúng ta nhẹ nhàng lên bề mặt da, ta cũng thấy nó truyền cái hiệu ứng âm thanh và nó rùng rùng ở dưới tay, và nó giống như là con mèo lúc mà nó dù gì nó nằm ngủ ấy, thì ta gọi nó là rung mưu, rung mưu nhá. Thế thì nó giống như là của con mèo ấy. Thế thì trong trường hợp nếu có tiếng thổi ở rung mưu thì ta gọi cái biếu giáp đó, biếu giáp lan tỏa đó là biếu mạch. Ta gọi tên nó là biếu mạch nhá. Ở y văn nếu tiếng Anh tiếng Pháp các bạn đọc thạo thì các bạn sẽ thấy nó gọi là vascular. Vascular nghĩa là có mạch ở trong nhá, vascular goiter nhá. Thì đấy là một cái biếu cổ đặc trưng của bazodo, và đây không phải một bệnh viêm nhiễm cho nên sẽ không có hạch đi kèm theo, di động, biếu di động vẫn rất là tốt nhưng hoàn toàn có thể biến dạng cổ. Triệu chứng lâm sàng về mắt là các cái triệu chứng gọi là điển hình để chúng ta có thể làm điểm tựa, xem là đây là các dấu hiệu đặc hiệu của bazodo thì bệnh nhân đó ta có nghĩ đến trên lâm sàng thôi đã là có phải bệnh nhân bazodo không. Có co kéo cơ mi trên làm cho cái khe mắt rộng ra, các bạn có nhìn thấy không? Nhìn thấy cả lòng trắng ở xung quanh lòng đen nhá. Rồi nếu như ta làm test thì sẽ thấy có mất đồng vận giữa cơ mi trên và nhãn cầu đi xuống nhưng mi trên ở lại, nhưng mà khe mắt to ra nhá. Dấu hiệu Möbius là khi mà chúng ta đưa một vật từ tầm nhìn xa đến tầm nhìn gần dưới 20 cm thì sẽ thấy là hai nhãn cầu không hội tụ vào đường giữa. Đấy gọi là dấu hiệu Möbius nhé. Lồi mắt rõ. Và các dấu hiệu khác thì có thể bệnh nhân có bị liệt cơ vận nhãn, có thể bị nhìn đôi, có thể xung huyết kết giác mạc như cô vừa mới kể ở trên. Phân loại thì nếu như mà mắt của bệnh nhân mà bị lồi rõ thì có thể dẫn đến những cái giai đoạn nặng, đến mức mà bệnh nhân không nhắm mắt được, liệt cơ mi không nhắm mắt được, xung huyết kết giác mạc nhiều, bệnh nhân có thể bị khô nước mắt và dẫn đến là bệnh nhân có thể bị loét kết giác mạc, thậm chí là mù lòa nhé, hoặc tổn thương thị ở những giai đoạn mà 4, 5, 6 là những giai đoạn mà tổn thương mắt nặng, thì điều trị phải hết sức khẩn trương và nhanh chóng. Kháng giáp trạng tổng hợp là một trong những cái thuốc vô cùng đắc lực để có thể khống chế được tình trạng cường giáp, và không những khống chế tình trạng cường giáp mà còn có thể làm cho bệnh nhân giảm được cái yếu tố miễn dịch của bệnh, giảm được TRAb rất nhiều theo thời gian và có thể giảm được các cái triệu chứng về mắt. Đây là dấu hiệu phù niêm trước xương chảy, chúng ta nên lưu ý. Đây là bệnh nhân trên nền là bệnh nhân da đen nhé, chứ không phải là bệnh nhân bazodo da nó thành như thế đâu. Nhưng cái phần mà sần sùi như vỏ cam ấy, phần sần sùi như vỏ cam, được chưa nhá? Và nó không đều nhau, nó khác nhau giữa hai chân, có người thì bị nhiều, có người bị ít, có người bị ở trên cao, có người bị dưới thấp. Thì đây gọi là dấu phù niêm trước xương chảy, là một trong những biểu hiện của tính tự miễn của bazodo, biểu hiện lâm sàng đặc hiệu của bazodo và làm cho chúng ta nhận biết được trên lâm sàng đây chính là một bệnh nhân cường giáp, nguyên nhân là bazodo nhé. Nhưng dấu hiệu này xuất hiện ít hơn so với dấu hiệu ở mắt rất nhiều, cho nên nếu chúng ta gặp, đấy là chúng ta đã gặp số may đấy nhé, là chúng ta gặp được bệnh nhân như thế trên lâm sàng. Ngoài ra thì cường giáp, nhiễm độc giáp khi có rất nhiều hormone tuyến giáp lưu hành trong máu thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hệ cơ quan bộ phận. Kể từ đầu đến chân thì tóc có thể là tóc bị thưa rụng. Tinh thần thì bệnh nhân có thể bị lo lắng, hồi hộp, kích thích.
Khi hỏi bệnh, bệnh nhân ta sẽ thấy rất rõ là bệnh nhân có thể sao? Kể lể rất nhiều, trả lời nhiều câu trả lời cho một câu hỏi, xúc động, lo lắng và thậm chí muốn khóc khi kể về bệnh tật nhé. Mắt lồi, hội chứng mắt, điếu cổ, cô đã miêu tả. Bệnh nhân sút cân trầm trọng, hai dấu hiệu thường dẫn bệnh nhân Basilo đến khám, đấy là sút cân và nhịp tim nhanh. Hai dấu hiệu này là hai dấu hiệu có tần suất xuất hiện lớn nhất, khoảng 70 đến 80 đến 90 đến 100% số bệnh nhân bị mắc cường giáp. Ngoài ra những dấu hiệu mà xuất hiện với tần suất thấp hơn nhưng cũng hay gặp, đấy là bệnh nhân có thể bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày nhưng không có dấu hiệu của nhiễm khuẩn, chỉ là rối loạn nhu động thôi. Và bệnh nhân có thể bị vã mồ hôi rất nhiều, bệnh nhân có thể có run tay, bệnh nhân có thể có yếu cơ, bệnh nhân có thể có rối loạn kinh nguyệt, tất cả những cái này đều có thể đi kèm theo nhé. Các cái thay đổi về móng mép thì nó không đặc hiệu lắm đâu, thì ít khả năng chúng ta phát hiện ra được bằng nó nhé. Đây là bảng liệt kê tất cả các dấu hiệu mà cô đã mô tả trên hình. Nhịp tim thường là nhịp tim khi nghỉ là trên 100 lần một phút, kể cả khi nghỉ ngơi, nhưng nó sẽ tăng lên khi mà bệnh nhân gắng sức hoặc là xúc động. Có thể có xuất hiện loạn nhịp tim từ nhịp xoang nhanh cho đến ngoại tâm thu đến loạn nhịp hoàn toàn. Nếu như cường giáp lâu ngày, bệnh nhân có thể bị biến chứng tim mạch là loạn nhịp hoàn toàn, và sau đó có thể là có các biến chứng khác như là tạo cục máu đông có thể bay lên bắn ra ngoại vi, có thể tắc mạch ở chi, tắc mạch lên não. Bệnh nhân Basilo mà có cục máu đông loạn nhịp hoàn toàn có thể bị đột quỵ do cục máu đông bắn đi từ nhĩ trái nhé. Nghe tiếng tim thì và làm biện tim, ta sẽ xác định xem bệnh nhân có nhịp xoang hay không, có ngoại tâm thu hay không, có loạn nhịp hoàn toàn hay không. Huyết áp bệnh nhân có thể là có tăng. Các dấu hiệu như bốc hỏa, bệnh nhân có thể là không chịu được nóng đâu, bệnh nhân có bốc hỏa, có da bàn tay, da bàn chân thì dịn mồ hôi, rồi người nhiều mồ hôi, không chịu được nóng, mặc ít quần áo vân vân, rồi nóng nảy, cáu gắt, rồi mất ngủ vân vân, đấy là những cái dấu hiệu hoàn toàn có thể gặp được nhé. Hồi hộp, đánh trống ngực, những dấu hiệu rất phổ biến của hội chứng cường giáp. Dấu hiệu gầy và sút cân thì đi đôi với ăn nhiều, nghĩa là ăn nhiều và gầy sút thì xuất hiện ở cả đái tháo đường cũng như là cả Basilo nhé, xuất hiện thậm chí có thể đến hàng chục cân mất cân nhé, trong vòng một vài tuần thời gian sút cân rất là nhanh. Tùy theo mức độ cường giáp, càng cường giáp nhiều thì dấu hiệu này càng quan trọng. Các dấu hiệu thần kinh cơ, vì là nó tăng chuyển hóa và nó tiêu cơ cho nên bệnh nhân có thể bị mất khối cơ và bệnh nhân bị teo cơ, xuất hiện dấu hiệu huế đầu, nghĩa là khi bệnh nhân ngồi xuống thì không tự đứng dậy được và đứng dậy thì phải vịn hoặc là không thể nào tự đứng dậy được. Các thay đổi tính tình, lo âu dễ kích thích rối loạn giấc ngủ. Lưu ý là rối loạn tính tình giấc ngủ có thể xuất hiện cả ngày và đêm, cho nên trong quá trình điều trị thì chúng ta cũng có thể phải điều trị bằng an thần, cả chia liều ra cả ban ngày cả ban đêm. Run đầu chi thì có đặc điểm là biên độ nhỏ, tần số nhanh và tăng lên khi xúc động. Yếu cơ ở gốc chi ta gọi là có dấu hiệu ghế đầu như cô vừa đã miêu tả. Khám thần kinh luôn luôn ta sẽ khám phản xạ và thấy thời gian phản xạ ngắn lại và các phản xạ lâm sương tăng lên. Ngược lại với đái tháo đường là mất phản xạ, thì ở đây là phản xạ sẽ nhanh nhạy nhé. Các dấu hiệu về tiêu hóa thì ỉa lỏng. Đôi khi bệnh nhân là đi ngoài rất nhiều lần trong ngày mà không biết là bệnh Basilo, bệnh hiếm mà, có mấy ai biết đâu. Thì người ta đi qua rất nhiều phòng khám chung và phòng khám tiêu hóa, uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi. Và nếu như kiểm tra chức năng tuyến giáp thì hoàn toàn có thể phát hiện ra một cái rối loạn chức năng tuyến giáp theo kiểu cường giáp. Các dấu hiệu về sinh dục ở nữ giới thì có thể có rối loạn kinh nguyệt, dấu hiệu này cũng rất hay gặp ở giảm tình dục ở nam và đôi khi có vú to ở nam giới. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể có đau xương, rồi là có thể là mắt thì có sung huyết kết giác mạc vân vân, lòng bàn tay thì ẩm, ta khám ra tay thì lúc nào cũng thấy mềm mịn nhé và nóng. Thế rồi là tóc thì da lông tóc móng thì có thể thay đổi chất lượng móng tóc vân vân. Ảnh hưởng ngoại biên của nhiễm độc giáp thì nó làm cho chuyển hóa cơ bản tăng lên, phản xạ đồ gân gót, nghĩa là cái tốc độ của phản xạ thì cũng tăng lên và thời gian phản xạ ngắn đi. Rồi ngoài ra nó có thể là làm tăng chuyển hóa, nó làm giảm cholesterol, rồi là có thể có thiếu máu, giảm acid folic, giảm vitamin B12, nhưng những dấu hiệu này là những dấu hiệu không đặc biệt, không đặc hiệu và không dùng để chẩn đoán. Bệnh nhân bị nhiễm độc giáp hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng tăng đường huyết, thậm chí là có thể đái đường, và đái đường này ta gọi là đái tháo đường thứ phát do bệnh lý nội tiết khác, đấy là bệnh lý cường giáp. Các dấu hiệu cận lâm sàng đặc trưng của Basilo thì ta sẽ thấy là tuyến giáp nó sẽ sản xuất ra T4, sản xuất ra T3, nhưng chủ yếu hàm sản lượng của nó là T4, và ở ngoại vi thì T4 này sẽ chuyển thành T3. Một phần hormone thì sẽ gắn với albumin mang, và phần hormone còn lại là hormone tự do sẽ có các hoạt tính sinh học của nó, và ta gọi là FT4 và FT3 trên chỉ số sinh hóa, tức là free T4, free T3, ta còn gọi là hormone tự do T4 và T3. Song song với tình trạng là nhiễm độc giáp có hormone ở ngoại vi tăng rất cao thì TSH giảm thấp. TSH giảm thấp ở mức dưới 0,15 micro UI trên ml được coi là tình trạng cường giáp rõ.
Ngoài ra thì để chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân cường giáp khác thì ta làm kháng thể kháng thụ thể trên màng tế bào tuyến giáp, đấy chính là chỉ số TRAb. TRAb này thì tăng rất cao, cô đã giải thích rất kỹ ở phần trên là đặc hiệu trong 80 đến 90% số bệnh nhân BASDO có TRAb tăng, và nó có thể được giảm đáp ứng, nó có thể được đáp ứng giảm khi chúng ta sử dụng điều trị bằng kháng giáp trạng tổng hợp. Nếu như ta không có TRAb thì ta cũng có thể chẩn đoán phân biệt cường giáp do BASDO với lại cường giáp do các nguyên nhân khác bằng xét nghiệm xạ hình tuyến giáp bằng xanh bằng iốt 131. Xạ hình tuyến giáp thì sẽ cho lên hình một cái tuyến giáp mà nó có bắt xạ cao ở tất cả mọi thời điểm, và nó không có một cái nhân nóng tập trung khu trú nào, và nó cao ở cả thời điểm 2 giờ lẫn, và sau đó thì nó gốc thoát, cái 24 giờ thì nó mới thoát xạ. Nếu ta làm siêu âm thì một cái biếu giáp BASDO nó sẽ có hình ảnh điển hình là giảm âm tương đối lan tỏa đều, không đều ngay thì nhưng không có nhân khu trú, và đặc biệt là nó tăng sinh mạch và tăng tốc độ dòng chảy của mạch máu ở trên hình ảnh siêu âm. Điều này cũng giúp cho chúng ta chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân khác cường giáp do biếu nhân, độc tuyến giáp do nhân, hoặc là do viêm tuyến giáp bán cấp vân vân. Trong những trường hợp còn lại thì nó không tăng sinh mạch hoặc là có tăng sinh mạch nhưng nó không tăng tốc độ dòng chảy. Tăng tốc độ dòng chảy chỉ gặp trong cường giáp khi có gia tăng chức năng cường năng của tuyến giáp. Chẩn đoán phân biệt với một biếu cổ đơn thuần thì ta có thể làm hormone ST4 và TSH, thì trong trường hợp biếu cổ đơn thuần sẽ không có rối loạn chức năng tuyến giáp. Trong u tủy thượng thận nghiện rượu cũng thế, thì nó có thể có run tay, có mạch nhanh, rồi có các cái cơn bốc hỏa vân vân, nhưng nó sẽ không có biến loạn về hormone tuyến giáp. Các cái nguyên nhân cường giáp khác thì có những bệnh nhân người ta vì lý do nào đó, vì biếu cổ người ta uống thuốc, chẳng hạn uống levothyroxine thì uống quá liều sinh lý, bệnh nhân cũng có thể rơi vào tình trạng cường giáp. Hoặc là những bệnh nhân mà sử dụng các cái chế phẩm iốt với liều lượng cao, như là bệnh nhân gần đây có đi chụp chiếu, sử dụng chụp CT hoặc là chụp PET vân vân, dùng một cái lượng iốt cản quang lớn, thì trong iốt cản quang nó cũng có rất nhiều thành phần iốt và nó tham gia dẫn đến cường giáp như là một biến chứng. Hoặc là bệnh nhân sử dụng các cái thuốc điều trị, các thuốc điều trị mà có chứa nhiều iốt, điển hình phải nói đến là thuốc điều trị chống loạn nhịp là cortisone, có chứa một cái lượng iốt đến một nửa cái phân tử lượng của cortisone ấy, và nó dùng lâu ngày thì nó có thể tích lũy và nó có thể gây rối loạn chức năng tuyến giáp, bao gồm có cả cường giáp lẫn suy giáp. Và trong trường hợp này, nếu chúng ta muốn chẩn đoán phân biệt thì cường giáp đó chỉ là do cường giáp do có nhiều hormone ngoại vi thôi chứ không do tăng tổng hợp chẳng hạn, thì ta làm các cái xét nghiệm hoặc là các cái viêm tuyến giáp ở các giai đoạn đầu, viêm tuyến giáp bán cấp, viêm tuyến giáp Hashimoto có cường giáp, thì nó chỉ có tăng hormone ngoại vi có nhiễm độc giáp thôi chứ nó không có tăng tổng hợp hormone. Vì viêm cho nên nó phá hủy hoại tử nhu mô giáp và nó làm tăng giải phóng hormone ra ngoại vi, nhưng hoạt động tổng hợp của tế bào giáp thì không tăng. Trong trường đó ta làm xạ hình tuyến giáp thì ta sẽ thấy độ tập trung nước phóng xạ ở tuyến giáp thấp bằng không, nghĩa là xạ hình trắng. Trong trường đó thì ta kết luận là không phải BASDO. Còn nếu như trên siêu âm có một nhân và có cường giáp thì bắt buộc ta phải chỉ định làm xạ hình tuyến giáp. Trong trường đó làm xạ hình tuyến giáp ta sẽ thấy là một nhân nóng nổi lên, còn vùng nhu mô lành của tuyến giáp thì nó sẽ tắc xạ nhé. Nguyên nhân phổ biến thứ hai của cường giáp chính là adenom toxic. Adenom toxic là một cái biếu nhân độc tuyến giáp, nó thường nó là một adenom nằm ở một thùy, hoặc là nó có thể là nhiều adenom nhỏ nằm ở trên nền của một cái biếu đa nhân tuyến giáp lâu năm và bị cường giáp hóa, thì nó sẽ có đặc điểm là có nhân thì nó hoạt động và có nhân thì nó không hoạt động. Thì trong trường hợp này thì ta sẽ có thể dùng cái xạ hình tuyến giáp để chẩn đoán phân biệt, để tìm ra xem một nhân độc hay là nhiều nhân độc, thường hay gặp ở nữ và thường là trên lâm sàng sờ thấy nhân, siêu âm ta nhìn thấy nhân. Và đặc biệt là trên lâm sàng nó không có các cái triệu chứng đặc hiệu của BASDO như là triệu chứng mắt và phù niêm trước xương chảy. Đấy là đặc điểm quan trọng để chúng ta phân biệt giữa cường giáp do BASDO và cường giáp do những nguyên nhân khác trên lâm sàng. Cách nang giáp thì không phải là các adenom toxic. Adenom toxic phải là một nhân đặc và nhìn thấy được trên siêu âm. Xạ hình giáp thì iốt sẽ tập trung vào nhân và ta gọi nó là nhân nóng. Phần còn lại của tuyến giáp thì nó bị ức chế theo cơ chế feedback ngược và nó không lên hình. Một tình huống nữa có thể dẫn đến cường giáp là do u tuyến yên tiết ACTH. Bệnh này là bệnh cực hiếm. Ta kể đến nó như là một nguyên nhân có thể gặp thôi, chứ còn ta cũng không cần phải quá đi sâu vào nó, bởi vì nó rất là hiếm gặp thôi. Trong trường hợp mà u tiết ACTH của tuyến thùy trước của tuyến yên, nó cũng dẫn đến là cường giáp trên lâm sàng, nhưng TSH trong trường hợp này thì sẽ tăng. Trong trường hợp có u tuyến yên thì ta sẽ phải xử lý như là một khối u ở trong nội sọ, ta sẽ phải làm chụp MRI của tuyến yên, ta sẽ phải xem bệnh nhân có các triệu chứng của tăng áp lực nội sọ không, có các dấu hiệu của ảnh hưởng đến thị lực hay không, thì ta phải giải quyết khối u đó đi.
Chẩn đoán phân biệt khác nữa là với các viêm tuyến giáp ván cấp được các vanh hoặc viêm tuyến giáp Hashimoto giai đoạn tiến triển đầu có thể có nhiễm độc giáp vì như cô đã giải thích là nó giải phóng hormone từ cái nhu mô tuyến giáp ra ngoại vi nhưng nó không có tăng tổng hợp. Đặc điểm lâm sàng của viêm tuyến giáp ván cấp được các vanh là hội chứng đau vùng cổ rất là rõ, tuyến giáp đau, bệnh nhân thường có cúm 1-2 tuần trước đó, máu lắng tăng rất nhiều, hội chứng viêm rất là rõ, xạ hình tuyến giáp thì độ tập trung iốt giảm sâu, ta gọi là xạ hình trắng, đấy là cách phân biệt tốt nhất giữa cường giáp do viêm tuyến giáp ván cấp được các vanh. Hình ảnh siêu âm của viêm tuyến giáp ván cấp được các vanh thì rất rất điển hình. Nó là một cái biếu lan tỏa giảm âm không đều và không có gia tăng tăng sinh mạch cũng như không có tăng tốc độ dòng chảy của mạch máu ở trong tuyến giáp. Và cái cường giáp này thì nó thoáng qua trong vòng 4 tuần nó có thể tự hết và nếu như mà không điều trị viêm thì nó có thể dai dẳng. Ta điều trị viêm thì không điều trị bằng kháng sinh mà ta điều trị bằng corticoid nhé, bằng kháng viêm, nông steroid và corticoid. Thì bệnh có thể ổn định và không tái phát, nếu ta không điều trị thì bệnh cũng có thể tự lui hoặc là khó lui hơn nhưng không tự hết và có thể tái phát nhiều. Viêm tuyến giáp Hashimoto ở giai đoạn tiến triển nó cũng có thể có cường giáp nhưng diễn biến tự nhiên của nó là nó cũng lui. Nhưng đặc điểm là nó không phải là một biếu giáp đau, nó là một biếu giáp chắc và diễn biến tự nhiên của nó là dần dần sẽ trở về bình giáp và sẽ đi sang cái hướng là suy giáp sau khi mà cái mô viêm của viêm tuyến giáp Hashimoto nó bị sơ hóa, tuyến giáp sơ hóa toàn bộ, tuyến giáp sẽ teo nhỏ và lúc bây giờ bệnh nhân sẽ đi vào suy giáp. Quan trọng là tại sao chúng ta không thể sống với lại cường giáp, không thể để cho bệnh nhân sống với cường giáp dài lâu, bởi vì nó sẽ có biến chứng tim mạch. Biến chứng tim mạch của nó là rối loạn nhịp tim. Nếu ở người có tuổi có nền bệnh tim nữa thì gia tăng tình trạng suy tim và tăng tử vong nhé. Đầu tiên sẽ là suy tim phải, sau đó là dẫn đến suy tim toàn bộ. Bệnh nhân có thể có suy vành gặp ở người lớn tuổi có tổn thương mạch vành từ trước và làm gia tăng tử vong ở những bệnh nhân này. Biến chứng thứ hai là biến chứng mắt, như cô đã nói, lồi mắt ác tính được xác định khi mà bệnh nhân có những dấu hiệu nặng lồi mắt với biên độ là trên 25 mm, rồi thâm nhiễm mi, rồi liệt vận nhãn, rồi bệnh nhân không nhắm kín mắt, phù nề mi mắt nhiều quá, viêm kết giác mạc, tổn thương thần kinh thị có thể dẫn đến mù lòa. Những bệnh nhân này thì bắt buộc ngoài kháng giáp trạng tổng hợp phải điều trị ức chế miễn dịch nữa, bởi vì bản chất của câu chuyện chính là các cái tổ chức phức hợp miễn dịch tiến triển và dẫn đến các biến chứng mắt nặng nề, có thể dẫn đến mù lòa. Ta điều trị thông thường đáp ứng rất tốt bằng corticoid, có lộ trình corticoid điều trị riêng cho mắt. Các biến chứng về thần kinh vận nhãn thì có thể phối hợp với lại phẫu thuật ngoại khoa chỉnh hình của hốc mắt, có thể giảm tải của áp lực của hốc mắt bằng cách là nạo vét bớt các cái tổ chức hậu nhãn cầu hoặc là điều chỉnh các cái cơ thâm nhiễm để cho bệnh nhân không bị nhìn đôi nữa. Biến chứng cấp tính khi bệnh nhân bị nhiễm độc giáp cấp, đấy là khi mà bệnh nhân rơi vào một cái tình huống stress, kháng giáp trạng tổng hợp bị cắt đột ngột hoặc là không điều trị cường giáp đến nơi đến chốn, hoặc bệnh nhân bị tái phát không có điều kiện điều trị, hoặc bệnh nhân đang đi vào một cái phẫu thuật vân vân, thì đều có thể đẩy bệnh nhân vào một cái cường giáp cấp hết. Vì thế cho nên rất nguy hiểm nếu chúng ta đưa bệnh nhân lên bàn mổ mà chưa khống chế được cường giáp, thậm chí có thể tử vong. Trong trường hợp đó thì các dấu hiệu về cường giáp đều trở nên là rất là thái cực. Ví dụ như là gần đây bệnh nhân gầy sút thêm rất là nhanh, bệnh nhân có thể rơi vào sốt không giải thích rõ được nguyên nhân, bệnh nhân có thể ửa lỏng, có thể vàng da, thở nhanh, nhịp tim thường trên 140 lần một phút, rối loạn tiêu hóa, rối loạn nhịp tim, vân vân. Và bệnh nhân có thể đi vào hôn mê, kích thích vật vã và bệnh nhân có thể hôn mê và tử vong. Đây là một biến chứng nặng, một cấp cứu nội khoa. Và trong trường hợp nếu như bệnh nhân cần phải có phẫu thuật thì cần phải có sự chuẩn bị tốt trước khi phẫu thuật để cho bệnh nhân an toàn. Thường tất cả các phẫu thuật viên đều tránh phẫu thuật nếu không phải là cấp cứu cho bệnh nhân cường giáp. Đối với các cái biến chứng khác thì có thể bệnh nhân bị rối loạn tính tình, nhiều người rơi vào trầm cảm rất nặng nề hoặc là kích thích thì nó cũng ảnh hưởng đến cuộc đời sống của bệnh nhân. Teo cơ nhiều khi có thể dẫn đến liệt cơ, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà châu Á, bệnh nhân nam giới, bệnh nhân trẻ tuổi. Còn có một dấu hiệu liên quan đến cường giáp nữa và nó liên quan đến đặc điểm chủng tộc, đấy là dấu hiệu hạ kali máu đi kèm ở trong bệnh nhân bị mắc basal ở giai đoạn tiến triển. Dấu hiệu này có thể dẫn bệnh nhân đến bệnh viện thông qua bệnh cảnh bệnh nhân bị liệt chi, liệt tứ chi rất là nặng nề và thường đi vào qua cổng khoa thần kinh bởi vì thấy bệnh nhân liệt. Nhưng đối với những bệnh nhân này, nếu chúng ta phát hiện được ra cường giáp, chúng ta điều trị cường giáp thì dấu hiệu này cũng lui, cũng giống như các dấu hiệu khác như là tăng đường huyết hệ quả chẳng hạn, vân vân. Các phương pháp điều trị của Basodo thì có 3 phương pháp tồn tại song song. Thứ nhất là phương pháp điều trị bằng nội khoa, thứ hai điều trị ngoại khoa, thứ ba là điều trị bằng phóng xạ iốt 131. Điều trị nội khoa thì sử dụng kháng giáp trạng tổng hợp, như cô đã nói thì nó vừa giảm tổng hợp hormone tuyến giáp mà nó vừa làm giảm yếu tố miễn dịch TRAB.
Điều trị ngoại khoa thì nó giảm được ít cái vấn đề TRAB thôi, hầu như không, và nó cắt đi cái tuyến giáp để cho có còn TRAB thì nó hoạt động, cũng không dẫn đến tình trạng cường giáp nữa. Vì thế cho nên các vấn đề về ngoại khoa người ta sẽ muốn là cắt toàn bộ tuyến giáp hoặc là bán phần tuyến giáp nhưng để lại một phần rất nhỏ, chỉ 1-2 gam thôi. Tuy nhiên nếu còn lại nhiều nhu mô tuyến giáp thì cái nhu mô đó dưới tác động của TRAB nó vẫn có thể phì đại, gia tăng thể tích tuyến giáp, và một ngày nào đó nó vẫn có thể là dẫn đến, nếu ta mổ quá thì nó suy giáp, nếu ta mổ vừa vừa thì yên ổn nhiều năm, nhưng mà nếu mà cái phần còn lại mà nó cái cơ địa miễn dịch nó mạnh quá nó lại phì đại trở lại, nó vẫn có thể cường giáp lại, nghĩa là vẫn có tỷ lệ tái phát. Còn điều trị bằng iốt phóng tiên cho những cái đối tượng bệnh nhân mà muốn mong muốn ổn định cường giáp sớm, bởi vì là phóng xạ thường là sau 3 đến 6 tháng thì là ổn định được, còn nội khoa thì phải kéo dài ít nhất 18 24 tháng, ít nhất là 1 năm, thậm chí có người kéo dài 2 3 năm mới mong muốn ổn định, và tỷ lệ ổn định cũng chỉ khoảng 50% số bệnh nhân thôi, 50 60% thôi, còn lại thì sẽ rơi vào những tình huống khác như là bệnh nhân không dung nạp thuốc, hoặc là dừng thuốc lại bị tái phát lại, hoặc là bệnh nhân bị các tác dụng phụ của thuốc. Chính vì những cái ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp như vậy cho nên không có một phương pháp nào được gọi là phương pháp được ưu tiên lựa chọn duy nhất, và ba phương pháp này vẫn tồn tại song song, và chúng ta sẽ lựa chọn đối tượng bệnh nhân phù hợp cũng như là nguyện vọng của bệnh nhân, bàn bạc trên cơ thể cá thể hóa để lựa chọn cho bệnh nhân phương pháp điều trị phù hợp. Điều trị bằng iốt thì được chỉ định khi mà bệnh nhân có cái mức độ cường giáp là nhẹ thôi và trung bình thôi, và nếu như bệnh nhân có các cái biến chứng như là bệnh tim, bệnh gan, thể trạng không cho phép phẫu thuật mà không cho phép chúng ta theo đuổi cái điều trị về tình trạng cường giáp lâu dài quá, nhiều tháng quá, thì chúng ta có thể nghĩ đến việc này. Với điều kiện là chúng ta sẽ theo dõi cho bệnh nhân, bởi vì sau thời gian điều trị thì bệnh nhân có thể bị rơi vào suy giáp. Sau khi bệnh nhân mà cường giáp cấp nhiều mà nếu như mà chúng ta không chuẩn bị trước cho bệnh nhân bằng kháng giáp trạng tổng hợp, bất kể là phẫu thuật hay là xạ trị, thì bệnh nhân có thể rơi vào cơn nhiễm độc giáp cấp, bởi vì là nó phá hủy cái nhu mô tuyến giáp còn lại ấy nhá. Nếu bệnh nhân mà uống xạ nó gây viêm sau xạ, và bệnh nhân lúc bấy giờ có thể bị cường giáp cấp sau uống xạ, thì thường những bệnh nhân đó, hoặc là ta nếu có điều kiện ta chuẩn bị điều trị trước bằng cường giáp trạng, bằng kháng giáp trạng tổng hợp, sau đấy ta tạo một cửa sổ điều trị khoảng 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó, rồi ta cho bệnh nhân uống iốt nhé. Cường giáp cấp thì ta không không cho bệnh nhân uống iốt 131 mà ta cho bệnh nhân uống Lugol. Lugol 5% thì là một cái chế phẩm pha của khoa dược, và nó có thể giúp cho bệnh nhân khống chế được cái sản xuất hormone tức thời trong ngắn hạn, và nó khống chế được tình trạng tưới máu của tuyến giáp. Nhờ thế cho nên chuẩn bị phẫu thuật bằng Lugol là một phương pháp tốt để cho bệnh nhân có thể mổ được an toàn. Nếu như ta cần phải mổ gấp cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần 2 tuần, ví dụ bệnh nhân cần phải đình chỉ thai nghén chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân cần phải đi mổ phiên mà bệnh nhân cường giáp quá không thể chờ 2 tháng dùng kháng sản tổng hợp để đi mổ được, thì chúng ta cho bệnh nhân uống Lugol chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, hormone sẽ về được tiệm cận với mức bình thường trong vòng ngắn ngày thôi, 1 tuần 2 tuần, 10 ngày gì đó, hoặc là 5 3 ngày thôi là ta có thể cho bệnh nhân lên bàn mổ an toàn. Kháng giáp trạng tổng hợp thì có hai nhóm, là nhóm dẫn dắt của tiouracil và imidazole. Hai nhóm thuốc này thì đều có những nhóm tác dụng phụ giống nhau. Đấy là thứ nhất là bệnh nhân có thể bị dị ứng ngoài da, bị mẩn ngứa. Thứ hai là bệnh nhân bị mất bạch cầu hạt. Đây là một biến chứng biến cố rất nghiêm trọng của điều trị. Bệnh nhân bị mất bạch cầu hạt đồng nghĩa với việc bệnh nhân bị mất cái bảo vệ miễn dịch của cơ thể, không khác gì với bệnh nhân ung thư máu cả nhá, ung thư máu cấp, leukemia cấp. Và trong trường hợp đó bệnh nhân hoàn toàn nhạy cảm với lượng các cái nhiễm khuẩn thông thường có thể trở thành nhiễm khuẩn nặng và có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và dẫn đến tử vong, kể cả những cái tác nhân nhiễm khuẩn hết sức thông thường. Biến cố thứ ba là bệnh nhân có thể gây tăng men gan, bị viêm gan nhiễm độc cấp. Một số trường hợp rất ít hiếm gặp là gây viêm gan nhiễm độc tối cấp thì có hoại tử gan và bệnh nhân cũng có thể tử vong. Ngoài ra nếu không thì phổ biến là bệnh nhân có thể tăng men gan nhẹ thì có thể duy trì hoặc giảm liều. Còn nếu bệnh nhân bị tăng men gan từ 3 lần trở lên, chúng ta không thể tiếp tục chỉ định dùng kháng giáp trạng tổng hợp nữa mà phải bàn bạc đến phương pháp khác, có thể là xạ trị hoặc là phẫu thuật. Các ký kháng giáp trạng tổng hợp này thì nó sẽ giảm được cái nồng độ hormone và tốc độ tổng hợp của hormone giáp rất là nhanh, và trong 2 tháng đầu thì qua giai đoạn tấn công ta có thể giảm liều, chuyển sang giai đoạn duy trì, giảm liều một nửa, sang giai đoạn củng cố giảm dần,
nhưng giảm hết sức từ từ và cai thuốc hết sức từ từ trong vòng 1 năm, 18 tháng đến 2 năm, thậm chí hơn, tùy vào cái thuốc mà ta sử dụng, cái dẫn chất đó nó có hoạt động mạnh hay không. Nếu ta dừng sớm thì bệnh nhân đã về bình giác rồi, nhưng khả năng tái phát lại ngay sau khi chúng ta ngừng thuốc là rất cao. Đối với những bệnh nhân khi ta điều trị mà có các cái triệu chứng như là nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, khó ngủ vân vân, ta phải kết hợp với điều trị triệu chứng như là ta sử dụng an thần cho bệnh nhân. Nên nhớ là an thần có thể phải chia liều cả ngày cả đêm. Ta dùng chẹn beta giao cảm để khống chế nhịp tim. Rồi ta có thể sử dụng thêm sử dụng cái thuốc chẹn beta giao cảm nhóm propranolol, vì nó giúp cả việc là giảm nhịp tim lẫn việc là chuyển đổi, giúp giảm chuyển đổi T4 thành T3 ở ngoại vi. Tuy nhiên những bệnh nhân có hen phế quản, có bệnh nhân bị bệnh dạ dày thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì những bệnh nhân này nếu ta dùng chẹn beta không chọn lọc thì nó có thể ảnh hưởng. Đây là những cái nhóm thuốc mà các bạn có thể tham khảo về liều lượng và lựa chọn. Luôn luôn vẫn có các giai đoạn tấn công, duy trì và củng cố. Ta áp dụng điều trị nội khoa cho những bệnh nhân bị cường giáp lần đầu, rồi biếu giáp không to lắm. Biếu giáp mà to quá thì ta lại ưu tiên ngoại khoa, bởi vì ta biết rằng những cái biếu giáp to ấy là do cái cơ địa miễn dịch nó cao thì nó sẽ rất khó mà có thể ngừng thuốc được nhé. Rất khó cai thuốc. Những bệnh nhân mà không mổ được, bệnh nhân biến chứng tim, hoặc là bệnh nhân không điều trị được iốt 131 vân vân thì ta nội khoa. Hoặc là ta chuẩn bị nội khoa trước khi mổ hoặc trước khi điều trị iốt phóng xạ như cô vừa nói ở trên. Biếu chìm hoặc lạc chỗ thì sẽ ưu tiên mổ nhé. Hoặc là bệnh nhân mà có phản ứng phụ với thuốc thì ta không sử dụng thuốc đâu, chống chỉ định. Tấn công thì trong vòng 2 tháng ta muốn là hormone phải về bình thường rồi. ST4 sẽ xuống rất nhanh, TSH phản ứng chậm hơn nhé, TSH sẽ xuống sau. Tác dụng phụ của thuốc, nếu như mà số lượng bạch cầu đa nhân trung tính dưới 1.500, ngừng cho cô hết sức thận trọng, và dưới 1.200 thì ngừng kháng giáp trạng tổng hợp, theo dõi chặt chẽ, điều trị nhiễm trùng đi nhé. Ta theo dõi cái việc này trong vòng 2 tháng đầu tiên, cứ mỗi 2 tuần ta làm cho cô công thức máu một lần. Nếu như bạch cầu giảm, hết sức cảnh giác, xem bạch cầu có giảm xuống dưới 2.000 không. Nếu dưới 1.500 thì càng cảnh giác nữa và có thể phải xét ngừng thuốc, chuyển qua phương pháp khác nhé. Rối loạn tiêu hóa tăng men gan, tăng nhẹ thì ta điều trị cho phục hồi. Còn nếu như tăng trên 3 lần cũng dừng thuốc. Nếu như bệnh nhân mà ta thử dùng thuốc, ta dùng đúng lộ trình rồi mà dừng thuốc 3 tháng sau, chưa làm sao 6 tháng sau bị lại, ta có thể xác định một lộ trình điều trị nội khoa thứ hai. Nhưng thất bại từ lần thứ hai trở lên, ta sẽ chọn phương pháp khác. Beta blocker cô đã giải thích rồi nhé. Chúng ta có thể sử dụng loại beta 1 selective chọn lọc thì nó an toàn hơn cho dạ dày và phế quản. Còn beta không chọn lọc thì nó có lợi cho cường giáp ở ngoại vi, nhưng mà nó lại không an toàn cho những bệnh nhân có co thắt phế quản hoặc là bị bệnh dạ dày tiến triển. Ngoại khoa được xác định khi nào? Nếu không đáp ứng với điều trị nội khoa, tuyến giáp quá to, hoặc là biếu giáp nhiều nhân, hoặc tái phát nhiều lần, hoặc không mong muốn điều trị nội khoa 2-3 năm lâu quá, bệnh nhân có quyền mong muốn, hoặc bệnh nhân bị dị ứng thuốc nhé. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để phẫu thuật. Bệnh nhân già yếu quá không chịu được phẫu thuật, đúng không nhé? Chuẩn bị phẫu thuật, nếu như mà bệnh nhân đang trước đó cường giáp rồi, ta cho uống thuốc đi. Thế nếu không uống thuốc được, ta dùng Lugol đi. Dùng Lugol thì ngắn ngày hơn nhé. Và nó giảm được cái chảy máu ở trong cuộc mổ ấy. Điều trị triệu chứng, khống chế nhịp tim, gây mê, điều trị chẹn beta giao cảm. Để lại rất ít nhu mô tuyến giáp thôi. Nếu suy giáp thì ta uống thuốc, hormone không làm sao cả. Nhưng nếu để lại nhiều quá cường giáp thì mất công mổ lần hai mà dính, khó mổ và có thể bị tai biến. Tai biến có thể là bị đứt dây quạt ngược, khàn tiếng, mất tiếng, liệt thanh quản. Tai biến có thể là chảy máu, tụ máu ở trong cuộc mổ nhiều hơn. Tai biến có thể là bị suy cận giáp vì đã cắt hết cả các tuyến cận giáp của người ta rồi nhé. Thì phải uống canxi cả đời, rất là phiền. Tuyến cận giáp thì có 4 đến 5 tuyến nằm ở phía sau, thùy sau, mặt sau của hai thùy tuyến giáp. Đấy là cái giải phẫu thông thường. Nhưng mà khi mổ ấy, ta phải làm hai việc. Thứ nhất là bảo tồn cái dây quạt ngược, thứ hai là bảo tồn cái tuyến cận giáp. Và ta xem ngay trong mổ và sau mổ thì có giảm canxi thoáng qua không, ta có thể phải điều trị nhé. Nếu như ta không chuẩn bị kỹ bệnh nhân trước khi lên bàn mổ, bệnh nhân có thể rơi vào cường giáp cấp và là một cái tai biến gây mê rất nguy hiểm. 20% bệnh nhân đã điều trị ngoại khoa vẫn tái phát, cho nên là hết sức cẩn thận. Có nhiều người thích là mổ một phát là mổ hết luôn nhé. Điều trị phóng xạ iốt 131 là nó sẽ
khống chế được tình trạng cường giáp trong thời gian ngắn hơn, thông thường là 3 tháng, nếu phải uống xạ lại thì có thể 6 tháng. Nhưng lưu ý là sau khi mà uống xạ có thể có viêm giáp cấp sau uống xạ, do xạ, viêm giáp sau xạ, và có thể làm gia tăng tình trạng cường giáp nhé. Và trong trường hợp đó thì có thể phải bổ sung bằng kháng sinh tổng hợp một thời gian ngắn nữa. Ngắn thôi, cho đến khi bệnh nhân qua được cái giai đoạn nhiễm độc giáp đó rồi ta thôi, vì nếu không là bệnh nhân suy giáp nhanh. Thường là những bệnh nhân lớn tuổi không phẫu thuật được hoặc thất bại điều trị nội khoa, hoặc là không muốn điều trị theo dõi lâu dài bằng điều trị nội khoa, hoặc là bệnh nhân bị biến chứng tim mạch rồi. Tuyệt đối chống chỉ định cơ bản nhất là chống chỉ định cho bệnh nhân có thai cho con bú. Và nếu như cái biếu cổ quá to thì cũng sẽ ưu tiên phẫu thuật, chứ còn xạ không giải quyết được vấn đề đâu nhé. Không giải quyết hết được, uống một lần hai lần nó giảm thể tích nhưng mà nó dai dẳng. Liều lượng uống xạ thì thường người ta sẽ tính theo thể tích tuyến và theo cái mức độ, và nó có công thức, nói chung là nó có chương trình. Công thức của y học hạt nhân nhé, người ta tính liều xạ theo cái thể tích và theo mức độ. Độ tập trung iốt 131 trước khi mà uống xạ của bệnh nhân. Thường người ta uống liều khoảng 100, 120, tối đa khoảng 150 miliquiri. Sau khi uống xạ thì mỗi một năm qua đi sẽ có một cái tỷ lệ nhất định bệnh nhân rơi vào suy giáp. Nếu như suy giáp sau uống xạ không sao cả, ta sẽ uống levotiroxin nhé. Nhưng cái quan trọng là hàng năm ấy ta phải cho bệnh nhân thử hormone tuyến giáp để xem bệnh nhân đã bị suy giáp sau xạ hay chưa. Ta tránh cái tình trạng cường giáp, bởi vì cường giáp không kiểm soát được nó dẫn đến suy tim, dẫn đến tử vong vân vân. Nhưng gọi là để đạt được cái mục tiêu đó thì ta cũng phải đánh đổi bằng một cái tỷ lệ nhất định bệnh nhân bị suy giáp. Và vì thế ta phải tầm soát suy giáp ở những bệnh nhân đã uống xạ để cho bệnh nhân uống hormone điều trị ở liều sinh lý, thiếu bao nhiêu, bù bấy nhiêu nhé. Khi điều trị nên lưu ý là liệu bệnh nhân có bị cường giáp sau xạ không do viêm nhé. Kết quả nó đến sớm, 2-3 tháng là đã ổn định được rồi. Nhiều người thích việc này. Ở Mỹ, 2/3 số bệnh nhân Bazelo điều trị bằng xạ. Tuyến giáp nhỏ, chưa có biến chứng, uống xạ luôn. Nghĩa là bảo hiểm y tế gọn gàng, người ta không theo dõi. Vì theo dõi bên Mỹ là xét nghiệm hormone đắt tiền lắm nhé. Mỗi tháng làm một lần, làm cả TRAB, các thứ đắt tiền, nhiều tiền lắm. Thì uống xạ là tính ra sẽ rẻ tiền hơn cho bệnh nhân và cả bảo hiểm y tế. Có thể xạ trị lần 2 với liều thấp hơn, vân vân. Ok, cái bài Bazedo thì nó ngắn gọn như thế thôi. Nhưng trên thực tế thực hành lâm sàng, nhiều khi không đơn giản vì bệnh nhân của chúng ta rất đa hình đa dạng. Và thường hay có bệnh mắc kèm, có nhiều bối cảnh khác nhau. Đôi khi lựa chọn của thầy thuốc và bệnh nhân rất khó khăn và ngặt nghèo nhé. Và nếu bệnh nhân bị biến chứng tim mạch thì nó sẽ thay đổi toàn bộ cái tiên lượng của bệnh nhân, đang từ một cái cường giáp chả có nguy cơ gì mấy. Nếu điều trị đáp ứng ổn định thuận lợi thì ok, về người thành người bình thường. Nhưng nếu để có biến chứng tim mạch rồi thì tiên lượng sẽ thay đổi, vì cái biến chứng tim mạch đó bao gồm có loạn nhịp và suy tim. Như cô đã nói rồi, cục máu đông bắn đi, có thể tai biến, thậm chí có thể đột quỵ. Đã từng có bệnh nhân đột quỵ trong bệnh phòng nội tiết cách đây độ 20 năm, cái hồi còn ở trên C4, trên nhà cũ ấy nhá. Bệnh nhân bị đột quỵ và tử vong đấy, một cái đột quỵ lớn có thể dẫn đến tử vong nhá. Do bắn cục máu đông đột ngột từ nhĩ trái. Cục máu đông sẽ bắn đi trong tình huống nào? Nó sẽ bắn đi khi mà nhịp tim đang bất chợt từ loạn nhịp là một cái co bóp nhĩ không hiệu quả, thành một cái nhịp xoang. Khi chuyển từ loạn nhịp thành xoang, đấy chính là lúc mà cục máu đông bắn đi nhé. Cho nên là chúng ta điều trị phải hết sức cẩn thận. Cortisone cũng là một nguyên nhân cường giáp, khi điều trị loạn nhịp do những nguyên nhân khác và gây cường giáp nhé, chúng ta phải cẩn thận. Ok, đến đây là cô đã hoàn thành hai cái bài lý thuyết của chúng ta trong chiều hôm nay. Bài hơi dày đặc một chút. Chúng ta có câu hỏi gì thì hỏi ngắn gọn đi, cô sẽ giải đáp. Lớp mình có nghe thì cô nói không? Dạ, bọn em nghe rõ. Dạ, chúng em nghe rõ. Hỏi đi em, thích hỏi gì không? Thưa cô, em hỏi về cái điều trị của biếu giáp to mà chìm trong lồng ngực, thì đối với những cái trường hợp đấy thì chống chỉ định với nội khoa, thế nhưng mà tức là cái gì chống chỉ định nội khoa cơ? Cái biếu giáp to chìm trong lồng ngực ấy ạ? À, biếu giáp to chỉ định chìm trong lồng ngực thì biếu Bazedo á hay không Bazedo? Bazedo ấy ạ. Biếu Bazedo ấy thì không phải chống chỉ định tuyệt đối, nhưng mà
cái chỉ định ưu tiên của nó sẽ là phẫu thuật đi, vì biếu to ở trong trung thất ý, thì nó có thể dẫn đến chèn ép em ạ. Thì cái mục tiêu của nó không phải là chỉ hết cường giáp, mà mục tiêu của nó là phải giải phóng áp lực. Thế thì những cái biếu to đấy nó hay xuất hiện ở những người có tuổi hơn một chút và cổ ngắn, thì cái tuyến giáp ấy nó không có chỗ chui, nó không có chỗ để phình ra đằng sau, mà nó sẽ chui vào trong sau xương ức và vào trong lồng ngực. Thế thì trường hợp đó nó sẽ gây chèn ép trung thất, có các cuống mạch lớn ở đấy nhá, nó có trung thất thế và nó có tim ở đấy, thì nó sẽ gây ra những cái hiệu ứng khối, và vì thế cho nên mình sẽ ưu tiên, mình có thể là vẫn phải điều trị bệnh nhân bằng cửa kháng giáp trạng tổng hợp để chuẩn bị phẫu thuật, nhưng mà cái ưu tiên chủ yếu vẫn là điều trị phẫu thuật. Bởi vì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hiệu ứng cường giáp, thứ hai là hiệu ứng khối. Giống như là một khối u ấy, hiểu chưa? Vâng ạ. Kể cả biếu giáp chìm mà không có bazudo, không có cường giáp luôn ấy, thì cũng là phẫu thuật. Vâng ạ, còn cô. Một bạn hỏi cô là biến chứng thận hay biến chứng võng mạc nhạy cảm hơn với tăng đường huyết. Tăng đường huyết mãn tính thì sớm hay muộn cũng sẽ có các biến chứng võng mạc. Thế còn bệnh thận ý, thì như cô đã nói rồi, tùy chủng tộc và hoàn toàn trong một chủng tộc thì lại cũng tùy cá thể. Có người thì sẽ dẫn đến cái protein niệu rất cao sau 3 đến 5 năm, nhưng có người 20 năm vẫn chỉ có microalbumin niệu thôi. Nhưng điều này không quyết định cái việc là bệnh nhân có suy thận hay không, kể cả protein niệu thấp vẫn suy thận. Nhưng đương nhiên nếu albumin niệu thấp thì tốc độ suy thận sẽ chậm hơn, và cái tổn thương thận này thì nó sẽ đến tùy người, có người sau 5 năm, có người sau 10, có người sau 15 năm. Nhưng nhìn chung thì cái tổn thương võng mạc ấy nó sẽ rất tỷ lệ thuận với thời gian mắc bệnh và cái tốc và cái chất lượng kiểm soát đường huyết. Vì thế cho nên nếu mà em thấy bệnh nhân của em có protein niệu hoặc là có hội chứng thận hư hoặc là có suy thận nhanh thì em bắt buộc em phải tầm soát thật kỹ xem là có tổn thương võng mạc tương ứng hay không. Nếu như võng mạc mà lành lặn đẹp đẽ thì đấy là một hội chứng thận hư hoặc là bệnh lý thận do bệnh độc lập của thận tiết niệu nhé, và em sẽ phải điều trị và tìm nguyên nhân và điều trị cái bệnh lý thận đó bên cạnh điều trị đái đường. Còn nếu như mà cái giai đoạn tổn thương của cầu thận với lại tổn thương mắt mà nó song song với nhau thì loại trừ tất cả những nguyên nhân bệnh lý thận khác thì em có thể kết luận đấy là bệnh cầu thận của đái tháo đường đi song hành với bệnh mắt nhé. Hai việc này khác nhau nhé. Cái đáy mắt ý, thì cứ càng lâu mắc bệnh, càng kiểm soát kém thì nó càng xấu. Có thế thôi nhá. Đấy là cái tổn thương đặc trưng đặc thù của tăng đường huyết mãn tính, biến chứng vi mạch của đáy mắt ý, nhá. Nhân nóng nhân lạnh tiên lượng cái nào xấu hơn? Nhân nóng thì nó là adenom toxic, nó cường giáp thì nó đem lại tất cả những cái hệ quả của cường giáp, như cô đã nói rồi, người ta không thể chung sống với cường giáp được, vì thế cho nên phải giải quyết. Còn nhân lạnh thì sao? Nhân lạnh nếu nó là một cái nhân mà không phải là adenom, nếu ta chọc tế bào ra là adenom và nó không to, không chèn ép, chẳng phải làm gì cả, nó bé, nó ở đấy, chẳng phải làm gì cả. Nhưng nếu tế bào ra nó là một nhân ung thư thì ta phải mổ nó đi, thì lúc bây giờ tiên lượng nó lại đến từ cái ung thư nhá. Đa phần các nhân ung thư là nhân lạnh, rất ít nhân ung thư là nhân nóng. Tiếp cận điều trị sẽ khác nhau, ung thư thì mổ bỏ, không ung thư và không chèn ép thì để đấy. Nhân lạnh thì không gây cường giáp rồi, nhân lạnh thì nó không hoạt động mà nhá. Ai hỏi gì cứ đánh lên chat đi, cô nhìn thấy cô trả lời. Hoặc là nói trực tiếp luôn đi em ơi, cho nhanh lên. Trên lâm sàng điều trị kê đơn insulin cho bệnh nhân thì tự chọn phác đồ và cả loại insulin, đúng rồi nhá, mình sẽ cá thể hóa. Mình xem bệnh nhân của mình chỉ cần insulin nền hay là cần insulin bữa ăn, cần một bữa ăn hay hai bữa ăn hay ba bữa ăn. À, nếu như bệnh nhân của mình có nguy cơ cao về hạ đường huyết, nếu như bệnh nhân của mình tuổi cao, nếu như bệnh nhân của mình hay hạ đường huyết ba bữa ăn thì em nên lựa chọn các insulin analog sẽ ít nguy cơ hạ đường huyết hơn cho bệnh nhân. Phác đồ như thế nào thì càng giản tiện càng tốt nhé. Còn đối với đái tháo đường type 1 thì sẽ phải là phác đồ 3 bữa ăn 3 mũi và insulin nền, không có cách khác. Còn đối với đái tháo đường type 2 tùy theo nhu cầu và tình cảnh bệnh tật của bệnh nhân cũng như là điều kiện cho phép của bệnh nhân để chúng ta lựa chọn phác đồ insulin phù hợp, cũng như là các nguy cơ về hạ đường huyết, phải đánh giá tất cả các khía cạnh này. Xin mời bạn nào còn câu hỏi nữa không? Cô sẽ giải đáp chung. Một bạn bảo cô ơi, cô đấy chậm lại, nhưng mà cô đấy xong hết rồi.
Nếu bệnh nhân bị tiền sử đái tháo đường 2, tiếp 2, 20 năm nay nhưng đợt này HbA1c trên 8 thì có gọi là chấp nhận được không ạ? À? Không chấp nhận được nhé, trong mọi tình huống. HbA1c 2 lần liên tiếp trên 8 em phải thay đổi phác đồ điều trị. Muốn là 2 năm cũng vậy, muốn là 20 năm cũng vậy nhé. Có phải đổi thuốc không? 20 năm chắc chắn là đã thất bại với điều trị thuốc viên. Nếu như HbA1c trên 8, lúc bây giờ ta sẽ nghĩ đến điều trị hormone insulin thay thế, gối dần vào, có thể gối toàn bộ hoặc là gối từ từ. Nếu như muốn biết xem bệnh nhân có còn đáp ứng với sulfonylurea hay không thì chúng ta làm C-peptide. Nếu C-peptide thấp tịt, nghĩa là sulfonylurea chẳng còn tác dụng nữa, vứt đi nhá. Chỉ giữ lại metformin hoặc là SGLT2 hoặc acarbo là những thuốc mà không tác động lên sản lượng insulin và gối insulin vào. Thì cái phác đồ hướng dẫn của ADA có thể là chúng ta sẽ sử dụng đầu tiên là insulin nền hoặc là có thể sử dụng mũi premix đầu tiên. Sau đó thì gối các mũi bolus vào. Ta dùng hormone insulin nền thì sẽ khống chế được đường máu đói trước. Đói tốt rồi thì ta sẽ nhìn vào đường máu sau ăn. Bữa nào đường máu sau ăn chưa đạt mục tiêu, ta cho thêm insulin nhanh vào bữa đó. Nếu cả ba bữa đều chưa đạt, ta cho vào ba bữa. Được chưa? Metformin vẫn duy trì mọi giai đoạn cho đến khi mức lọc cầu thận chưa dưới 30 thì đều vẫn duy trì được vì nó là làm việc độc lập. Nó sẽ cải thiện cái hoạt động của insulin ở trên cơ quan ngoại vi, chứ nó không làm tăng nồng độ insulin. Em vẫn phải giữ. Nếu không có chống chỉ định nhá. Cô trả lời đến đây thì mình những bạn đặt câu hỏi đấy đã hiểu chưa? Cô trả lời chung, còn trả lời riêng cho bạn đó, nhưng mà trả lời chung cho cả lớp thì chúng ta đã thoải mái chưa về cái câu hỏi của mình? Đặt tiếp câu hỏi đi em ơi. Cô nói hơi nhanh một chút nhé, thông cảm cho cô vì hôm nay cái lượng bài của mình nó hơi nhiều nhé. Thế nhưng mà nội dung là cô cố gắng truyền tải là đầy đủ nhất nhé. Đường huyết tăng cao, bệnh nhân có giảm creatinine mức lọc cầu thận. Xét nghiệm có protein niệu, làm thế nào để phân biệt suy thận cấp do tăng đường huyết với bệnh thận mạng? Thì suy thận cấp và suy thận mạng thì nó sẽ có những tiêu chí khác nhau để chẩn đoán nhé. Thế thì em hãy nhìn vào cái tỷ lệ ure trên creatinine. Nếu như mà ở một bệnh nhân suy thận mãn ở một mức độ ổn định từ trước đến giờ, nếu như suy thận mãn ở bệnh nhân đái tháo đường thì cái giai đoạn đầu ấy, khi mà chưa có suy thận nhé, chưa đi vào cái mức lọc cầu thận giảm, thì cái mức lọc cầu thận của cái tiểu đường nó lại còn hơi tăng một tí và cái thận nó to một tí cơ, cho nên là hơi khó phát biểu nhé. Nhưng mà khi bệnh nhân đã rơi vào cái giai đoạn mà sơ hóa cầu thận rồi thì thận nó cũng sẽ bắt đầu bé dần lại và teo. Còn nhìn chung thì các cái bệnh nhân suy thận mạn trên siêu âm em sẽ nhìn thấy là tủy vỏ không rõ rồi thận teo nhỏ vân vân các thứ, đấy là một cái suy thận mạn điển hình. Thế thì em phải phối hợp cả cái này với lại cái việc là mức độ creatinine nó có tăng nhiều hay không, thời gian mà tăng gấp đôi creatinine là bao nhiêu. Nếu như mà trong thời gian ngắn thì có thể nghĩ đến suy thận cấp, nhưng nếu với một cái tương quan ure creatinine nhất định nhưng mà một tuần gần đây vì lý do gì đó mà bệnh nhân có thể là có tỷ lệ gia tăng ure cao hơn, tốc độ gia tăng cao hơn so với lại mức độ tăng creatinine, thì đấy là một suy thận cấp trên nền một suy thận mãn. Được chưa? Mình sẽ đánh giá, mình nhìn rất nhanh vào cái tỷ lệ em chia ure cho creatinine nhé. Nó có hướng dẫn ở trên mạng đấy, em vào em và em sẽ xem nhé. Nó sẽ có các nguyên nhân trước thận, nguyên nhân tại thận và nguyên nhân sau thận. Thường là ta cô kêu đi buồng là cô cứ nhìn nhanh vào cái ure mà thấy tăng nhanh, creatinine mà tăng chậm, hoặc là cái tỷ lệ ure trên creatinine mà nó trên 10 chẳng hạn, ví dụ thế, thì cô sẽ nghĩ đến là bệnh nhân bị suy thận cấp trên nền suy thận mãn nhá, rồi phối hợp với lại là xem có yếu tố thuận lợi nào không. Khi mà em khởi liều ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, bệnh nhân có thể có gia tăng creatinine, nhưng không có nghĩa là bệnh nhân suy thận gia tăng. Vì sao? Vì bản thân cái thuốc đấy nó làm giãn cái tiểu động mạch đi, nó làm giảm áp lực ở trong cầu thận. Về mặt nguyên tắc nó sẽ bảo vệ cái cầu thận lâu dài hơn, cho nên là trong vòng 2 tuần đến 1 tháng sau khi mà em khởi động liều thuốc điều trị huyết áp bằng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, nếu thấy creatinine tăng tí dưới 20%, thậm chí có người hướng dẫn là dưới 30% nhé, nhưng mà thôi 20% cho nó an toàn, thì em đừng lo ngại. Cái việc mà nó giảm như thế là tất yếu do giảm áp ở trong cầu thận, nhưng về lâu về dài thì cái mức lọc cầu thận của bệnh nhân sẽ được bảo toàn lâu hơn và tốt hơn nhé. Còn trong trường hợp mà nếu mà nó tăng nhanh, cái tốc độ mà giảm mức lọc cầu thận nó tăng nhanh, nó hơn tới giảm tới hơn 30%, thì lúc bây giờ em phải tìm các nguyên nhân dẫn đến suy thận cấp ở trên bệnh nhân này nhá, thì không thể yên tâm được. Thì ta xem lại, xem thứ nhất là cái liều ức chế men chuyển có nhiều quá không, thứ hai là em xem bệnh nhân có bị một cái nhiễm khuẩn đường niệu cấp tính hay là một cái lý do gì đó nhiễm độc
do các cái thuốc sử dụng kèm theo khi bệnh nhân bị đau ốm, ví dụ em dùng nhiều paracetamol, em dùng nhiều kháng viêm nông steroid vân vân, dẫn đến suy thận cấp chẳng hạn, ở trên nền một bệnh nhân đã có tổn thương thận của bệnh thận đái tháo đường rồi, thì trong trường hợp đó thì ta phải điều chỉnh tất cả những cái yếu tố này nhé. Nhưng lưu ý là khi dùng SGLT2 cũng thế, và khi dùng ý chế men chuyển ức chế thụ thể, em hoàn toàn có thể thấy creatinine tăng lên nhưng không có nghĩa là bệnh thận xấu đi nha. Còn bệnh thận cấp, xem có thấy có suy thận cấp gần đây không, cứ nhìn vào cái chỉ số ure chia cho creatinine cho cô nhé. Nhân vào viện vì tăng đường huyết, dùng 4 mũi insulin để kiểm soát đường huyết, dùng insulin và thuốc viên đồng thời hay dùng insulin trước theo dõi đường huyết và cân nhắc rồi. Vào viện đường huyết tăng cao sẽ là insulin, và dễ dàng nhất sẽ là 4 mũi, 3 mũi theo bữa ăn và 1 mũi nền nếu như dùng insulin chậm qua đêm, và thử đường máu trước các mũi tiêm. Chỉnh insulin nền bằng đường máu lúc đói, kết quả ra làm sao thì chỉnh insulin bữa ăn bằng đường máu trước các bữa ăn. Thế là xong nhé. Còn thuốc viên nào dùng được trong nội viện, thuốc viên, nhóm thuốc viên được sử dụng trong nội viện là nhóm ức chế DPP4. Khi bệnh nhân bị bệnh cấp tính, bỏ hết SGLT2, bỏ những thuốc mà có thể nguy hiểm như là sulfonylurea không giải quyết được đường máu theo từng thời điểm và có thể gây nguy cơ hạ đường huyết cao, bỏ đi. Thế rồi acarbo, bệnh nhân vào viện thì đau ốm thì đầy bụng, ăn uống kém, rồi là ít vận động thì hay đầy bụng, rồi là còn ảnh hưởng đến ăn uống nhiều hơn, khó kiểm soát chế độ ăn hơn, bỏ đi nhá. Nhưng ức chế thụ thể D4 thì dùng được. Hai thuốc có nghiên cứu lớn là sitagliptin và linagliptin tỏ ra là hữu ích trong việc phối hợp với insulin. Ta không dùng cái nào trước cái nào sau cả, mà cứ insulin đã nếu đường máu trên 16 nhá. Và có thể sau khi bệnh nhân ổn định bệnh cấp tính, liều insulin ổn định, ta có thể có dùng song song hoặc là dùng thêm ức chế thụ thể D4, ta sẽ giảm được liều insulin. Mức albumin niệu bao nhiêu thì gọi là microalbumin niệu, dưới 0,3 gram trong 24 giờ, trên 0,3 gram trên 24 giờ gọi là protein niệu đạm thực thể rồi nhá, protein niệu đại thể rồi. Còn khi mà ở mức độ microalbumin niệu thì các điều trị tích cực bằng ức chế men chuyển với ức chế thụ thể có thể làm đảo ngược quá trình về âm tính hoặc là giảm được microalbumin niệu. Đấy là giai đoạn can thiệp tích cực có thể tốt cho bệnh nhân. Còn khi mà protein niệu đã tăng dần theo thời gian rồi thì các cái điều trị kia cũng sẽ giảm tốc độ biến chứng thận lại, nhưng sẽ không thể nào làm đảo ngược được. Và diễn biến bệnh thận như thế nào thì như cô đã nói, tùy vào cơ địa, tùy vào kiểm soát các bệnh và các yếu tố nguy cơ tăng huyết áp rồi mỡ máu nữa, bệnh nhân có thể có các diễn biến của quá trình suy giảm mức lọc cầu thận khác nhau ở từng bệnh nhân khác nhau. Nếu như mà protein niệu tăng cao lên đến mức 3,5 mg trong nước tiểu 24 giờ, albumin giảm dưới 30, ta gọi là có hội chứng thận hư hay hội chứng Kim Hensen Wilson, bệnh cầu thận nặng do đái tháo đường. Ở những bệnh nhân đó thì thời lượng sống nếu điều trị không tốt dưới 10 năm và đến chạy thận nhân tạo là chỉ 5 đến 7 năm thôi, suy thận rất nhanh. Mức albumin niệu càng cao do bệnh cầu thận thì quá trình suy thận sẽ càng nhanh. Bệnh nhân nào mà microalbumin niệu duy trì ổn định và càng lâu dài thì suy thận sẽ càng lâu. Và nguy cơ bị các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ cũng và suy tim cũng càng ít hơn ở những bệnh nhân có protein niệu càng thấp. Mức độ tăng gấp đôi creatinine mà càng nhanh thì cũng có nguy cơ, nhưng nguy cơ gọi là cái trọng lượng nguy cơ về biến cố tim mạch sẽ đến nhiều hơn ở mức độ gia tăng albumin niệu. Cho cô xin thêm câu hỏi thảo luận. Cho cô xem hỏi là bạch cầu ở mức nào thì mình sẽ không dùng thuốc kháng rất hạn tổng hợp à? Ở trong này có đấy, dưới bạch cầu, em nhìn vào bạch cầu trung tính nhá, nó bị gọi là giảm hoặc mất bạch cầu hạt, hay nói cách khác là bạch cầu trung tính, đấy là những cái bạch cầu mà nó chiến đấu với các con vi khuẩn nhá. Thế thì nếu như mà cái bạch cầu mà đến mức 2000 là em cảnh giác rồi nhá, và nếu thấy nó tụt xuống dưới 1500 là giải tán nhá, dưới 1000 là rất nguy hiểm rồi, nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị, nếu không nhập viện vì nhiễm khuẩn huyết đấy, giống mất hoàn toàn cái chức năng bảo vệ của bạch cầu, giống như là bệnh nhân lơ sơ mi cấp luôn nhé. Những bệnh nhân đấy là nên nằm được ở phòng cách ly, không tiếp xúc chung với những bệnh nhân khác, không tiếp xúc với các nguồn nhiễm khuẩn, người ta không còn sức bảo vệ đâu. Một cái viêm họng
cũng sẽ biến một cái viêm họng thông thường ấy cũng có thể biến thành một cái viêm họng hoại tử và sau đó nhiễm trùng huyết. Tính trị số tuyệt đối của bạch cầu trung tính ấy nhá. Khi dùng insulin lâu mặc dù đúng liều thì có làm tăng tình trạng kém nhạy cảm của tế bào insulin không, dẫn đến phải tăng liều không? Tóm lại là cứ đạt mục tiêu điều trị thì là ok, lâu chóng không quan trọng, chế độ ăn hay insulin không quan trọng, vấn đề là bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị và sống được lâu dài khỏe mạnh, ít biến chứng lâu tiến triển hoặc tiến triển nặng và sống lâu, có thế thôi. Thế còn bệnh nhân cứ hỏi cô là ôi thế tôi bị tôi bác cho tiêm tôi insulin thế này là bệnh tôi nặng lắm, hết thuốc chữa, bảo không, thuốc chữa là insulin đây này, thế còn liều insulin thì không có trần nhá. Nhưng mình không mong muốn dùng liều quá cao, vì sao? Bệnh nhân tăng cân cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch đúng không, nó có tác dụng phụ là tăng cân mà nhá. Thế rồi là bệnh nhân mà sử dụng insulin nhiều quá thì cũng tốn tiền, cho nên là ta sẽ xem là có thể phối hợp với thuốc viên để đánh cả vào cái khâu đề kháng insulin nữa. Vì thế cho nên là metformin vẫn dùng song hành, ức chế thụ thể D4 vẫn dùng song hành, ức chế thụ thể SGLT2 vẫn dùng song hành. Nếu có bệnh lý tim mạch, nếu có bệnh lý thận thì SGLT2 và GNP1 ưu tiên cộng thêm nhé. Thì nó rất tốt luôn khi mà phối hợp với insulin. Chứ còn ta không sợ là liều insulin là 10 đơn vị, 20 đơn vị. Miễn là HbA1c về tốt, khống chế được bệnh tim mạch, khống chế được bệnh thận. Còn bác thì bác chỉ uống một viên metformin thôi, nhưng mà HbA1c của bác là 8/10 thì 10 năm nữa bác sập sệ hơn tôi là chắc. Hiểu chưa? Khi mà mình tư vấn cho bệnh nhân mình điều trị, mình cũng phải đề cập đến vấn đề này để bệnh nhân người ta thông não là tôi không sợ những phương pháp mà bác sĩ đề cập đến cho tôi để điều trị, mà tôi mong muốn là tôi về mục tiêu để tôi sống khỏe, bất kể là tôi điều trị bằng cái gì. Tất nhiên ta sẽ lựa chọn cái phương pháp nào mà hiệu quả nhất, an toàn nhất, rẻ tiền nhất và thuận lợi nhất cho bệnh nhân để đạt mục tiêu tối đa. Bao giờ nó gọi là cái điều trị tối ưu nhé. Mình chọn lựa chọn tối ưu cho bệnh nhân, trong đó có cả vấn đề túi tiền nữa nhé. Nếu mình kê một cái đơn rất đẹp, bây giờ em đầy kiến thức, em ra trường Y6, em biết mọi thứ thuốc trên đời, em kê cái gì cũng được, nhưng bệnh nhân của em không thể thực hiện được đơn thuốc đấy thì em vẫn là một bác sĩ tồi nhé. Vừa tăng huyết áp vừa đái tháo đường, làm thế nào để biết tăng huyết áp hay đái tháo đường là nguyên nhân của cái còn lại? Nếu như bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 thì thường rất ít khi người trẻ người ta tăng huyết áp. Và nếu như mà bệnh nhân đấy đến một lúc nào đấy bị biến chứng suy thận dẫn đến tăng huyết áp thì đấy đích thị là tăng huyết áp thứ phát do đái tháo đường. Còn ở đái tháo đường type 2, bệnh nhân tăng huyết áp hoàn toàn có thể là hai bệnh độc lập đi trên cùng một cá thể, tăng huyết áp vô căn đi kèm với đái tháo đường, và đây là hai yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập. Ta không cần phải phân biệt nó với nhau. Đái tháo đường đẩy mạnh xơ vữa và có thể làm nặng thêm tăng huyết áp, và tăng huyết áp cũng như thế làm gia tăng yếu tố nguy cơ về tim mạch. Và hai yếu tố này tuy là hai bệnh, hai trong một, hai bệnh nhưng trên cùng một cá thể, nó càng làm gia tăng thêm cái chỉ số về biến cố tim mạch của bệnh nhân. Ta không cần phân biệt chúng nó với nhau mà ta phải điều trị để huyết áp về mục tiêu. Và nếu như bệnh nhân có suy thận ở trên đái tháo đường type 2 thì nó đến từ hai nguồn gốc, đến từ tăng huyết áp vô căn hoặc đến cả từ đái tháo đường. Nhất là ở những bệnh nhân đã có xơ vữa động mạch và có hẹp động mạch thận nhé, hẹp động mạch thận do xơ vữa ở bệnh nhân đái đường. Thì đương nhiên là cái tăng huyết áp này nó đến từ cả hai nguồn gốc. Ta không cần phải phân biệt là 20 mm thủy ngân đến từ bệnh tăng huyết áp vô căn, 15 mm thủy ngân đến từ đái tháo đường. Tôi không phân biệt như vậy nhé. Bệnh nhân trên tuyến giáp có nhân thì sinh thiết hay chụp độ tập trung huyết 101. Nhân tuyến giáp trên siêu âm cộng cường giáp thì hành vi tiếp theo sẽ là chụp scintigraphy 131. Nhân tuyến giáp cộng tê sát bình thường hoặc cao, nghĩa là suy giáp hoặc bình giáp, thì sẽ là chọc tế bào tuyến giáp. Em không chọc nhân giáp khi bệnh nhân bị cường giáp nhé. Kích thích tuyến giáp dễ gây cường giáp cấp, người ta không chỉ định chọc mà người ta sẽ tìm nhân nóng ngay. Khi có nhân và có cường giáp, người ta tìm nhân nóng đầu tiên, người ta phải làm xạ hình nhé. Vì cái nhân nóng ấy thường nó nhân lành tính ấy mà, mình không ưu tiên chọc tế bào tuyến giáp ở những nhân đấy, mình ưu tiên làm xạ hình, tìm nhân nóng để điều trị adenome toxic. Siêu mạch thận có thường quy để cho thuốc ức chế men chuyển không? Không, ta cứ cho ức chế men chuyển hoặc ức chế thông thừa hoặc ức chế thụ thể như bình thường. Nếu huyết áp mà vượt trên 20 mm thủy ngân so với áp mục tiêu, phối hợp luôn với chạy cân canxi hoặc lợi tiểu để cho về mục tiêu. Còn trong quá trình điều trị như cô đã nói, trong 2 tuần đến 1 tháng đầu tiên thì em làm ure creatinine, em xem mức lọc, em tính mức lọc cầu thận xem nó có giảm như cô vừa phân tích rất kỹ ở trên không. Nếu thấy dấu hiệu mà nó bị giảm bất thường trên 30% sau cái thời gian mà em theo dõi đó thì em tìm hiểu tất cả những yếu tố nguy cơ độc thận hoặc làm nặng thêm. Và nếu không thì lập tức là siêu âm Doppler mạch thận hai bên để tìm xem có vấn đề như thế không nhé, thì chống chỉ định ức chế men chuyển.
ta không làm thường quy ngay từ thì đầu. Lưu ý cả ion kali nhé, lưu ý cả ion kali cho cô cái. Vì ước chế men chuyển, ước chế thụ thể nó giữ kali đấy nhá. Suy thận độ 2 trở lên phải cẩn thận. Ta căn liều cho chỉnh. Hỏi tiếp đi anh ơi. Bệnh nhân đái tháo đường làm xét nghiệm có protein niệu và mức lọc cầu thận giảm thì trong bệnh án có nên chẩn đoán là CKD không ạ? Xác định xem protein niệu và mức lọc cầu thận giảm đó là nguyên nhân tại sao mình có quyền cho rằng nó là bệnh thận mãn, nhưng mà cũng có thể nó là bệnh cấp tính gì đấy nhá. Nếu mà có nhiễm khuẩn tiết niệu này, có sỏi thận này, thì rồi là viêm thận bể thận cấp này thì nó cũng có protein niệu, có giảm mức lọc cầu thận. Thì ta không thể nào mà nói ngay được nó là bệnh thận mãn tính được. Loại bỏ hết tất cả những nguyên nhân đấy đi, điều trị đi và làm xét nghiệm lại. Hai lần khác biệt, cách nhau ít nhất 3 và 6 tháng vẫn ra một kết quả và không có yếu tố nhiễu khác thì lúc bây giờ ta mới kết luận nó là CKD nhá. Tại sao tiêm mũi nền tiêm vào buổi tối, mũi nền tiêm buổi tối? Bởi vì ban đêm ấy mình ngủ nhưng gan không ngủ, gan sẽ ở những người đái tháo đường type 2 đề kháng insulin nhiều, nó sẽ sản xuất ra rất nhiều glucose. Nó sẽ phục vụ cho cái nhịp thở của mình, cho giấc mơ của mình, cho chân tay cọ quậy vân vân. Và ở những người đái tháo đường type 2 thì cái hoạt động này nó gia tăng. Cho nên là insulin nền để vào ban đêm thì nó sẽ phủ cái hoạt động của làm tăng tổng hợp glucose mới ban đêm của gan và làm cho ổn định cái đường máu trong đêm và sáng ra đường máu đói của mình sẽ tốt. Vì thế cho nên insulin nền sẽ được xác định liều bằng đường máu lúc đói buổi sáng nhá. Bệnh nhân đái tháo đường thường là đường máu buổi sáng, lúc đói chưa ăn gì người ta đã tăng rồi là vì như thế đấy nhá. Thiazid gây tăng đường huyết tại sao vẫn là second choice? Thiazid là một cái thuốc rẻ bèo nhưng mà nó giảm được tỷ lệ tử vong rồi bệnh xuất rồi nhập viện do suy tim, cho nên là nó trở thành ông vua vì như thế. Cho nên là trong cái phác đồ điều trị tăng huyết áp rồi suy tim vẫn có chỗ cho lợi tiểu. Và ngày xưa người ta thấy rằng lợi tiểu ấy thì có thể làm tăng đường huyết tí ti, nhưng mà mình sẽ đánh đổi nhá, mình đánh đổi là cái tỷ lệ mà tăng đường huyết tí ti đấy so với cái lợi ích trên tim mạch thì nó vẫn nằm trong cái phác đồ, bởi các bằng chứng thôi, nó vẫn nằm trong phác đồ để điều trị thuốc tăng huyết áp. Nhưng người ta điều chỉnh lại cái liều lợi tiểu bây giờ trong tất cả các cái thuốc phối hợp thuốc huyết áp, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chặn kinh canxi với lợi tiểu thì dùng ở cái liều nhỏ Thiazid để nó ít ảnh hưởng nhất đến chuyển hóa, bao gồm có tăng ure máu, bao gồm có tăng tỷ lệ suy thận, bao gồm có hạ natri, bao gồm có cả tăng đường huyết nữa, và nó hoàn toàn an toàn cho bệnh nhân. Trong khi đó đường máu thì ta hoàn toàn có thể khống chế bằng những phương tiện khác hoàn toàn hiệu quả, và để cho cái Thiazid đấy nó không thể nào tác hại, gọi là có thể gọi là tác quái được mà đến mức mà nguy hiểm cho bệnh nhân không, nhưng mà nó lại đem lại các lợi ích về huyết áp và tim mạch nhé. Insulin dùng lâu thì sẽ tăng liều đấy, dần dần liều nó sẽ tăng, chứ nó không có máy ít đâu. Thế còn tăng bao nhiêu cần bao nhiêu thì ta cứ thế ta tính toán, và nếu ta muốn giảm liều thì sẽ có các phương thuốc để giúp phối hợp để giảm liều insulin. Ví dụ như là ức chế thụ thể DV4 như cô vừa nói, nó giúp giảm được liều insulin tổng, và các loại insulin analog thì dùng với cái liều nó sẽ thấp hơn so với insulin người, bởi vì nó sử dụng hiệu quả hơn. Đái tháo đường type 1 đã điều trị insulin trước vào viện, đợt này vào viện thì liều insulin cho bệnh nhân sẽ lấy liều hiện tại của bệnh nhân hay khởi liều? Tùy theo HbA1c khi bệnh nhân vào viện ấy, mình thấy nó là bao nhiêu và cái hiện trạng là đường máu của bệnh nhân là bao nhiêu. Nếu như mà đường máu của bệnh nhân bây giờ là đang rất cao, có toan ceton, chuyển phác đồ cấp cứu không cần biết trước đấy là bao nhiêu nhá, rồi ta sẽ tính liều bơm tiêm điện. Còn nếu như bệnh nhân trước đấy vào viện mà HbA1c của bệnh nhân trên 8, chứng tỏ là cái liều
ở nhà không đủ thì ta có thể bắt đầu luôn liều trong viện. Bệnh nhân vào vì viêm ruột thừa cấp chẳng hạn, hoặc là bị viêm nhiễm gì đấy ổ bụng vân mật nhé, thì ta có thể bắt đầu bằng cái liều insulin ở nhà luôn, bởi vì ta biết rằng liều đấy chưa phải là liều đủ. Nhưng nếu mà HbA1c ở nhà của bệnh nhân có 6,2 thôi, thì bây giờ bệnh nhân vào viện viêm ruột cấp, thế thì bệnh nhân chẳng ăn uống gì được, nhìn ăn, thì đừng bắt đầu bằng cái liều insulin vẫn đang có ở nhà nhé, thì sử dụng lại dò liều lại bằng cái liều ở trong bệnh viện đi, và hoàn toàn bắt đầu bằng cái liều thấp hơn liều ở nhà, ít nhất là 20% cho bệnh nhân an toàn, đừng hạ đường huyết, và nếu như nuôi tĩnh mạch thì phải chuyển sang một phác đồ khác nhé. Điều trị đái tháo đường thai kỳ có cần chú ý gì hơn so với người bình thường không? Insulin nhé. Metformin ở Việt Nam chưa khuyến cáo, nhưng ở nước ngoài thì chỉ giữ lại ở những bệnh nhân mà bị hội chứng buồng trứng đa nang, thì người ta đã dùng metformin từ trước khi có thai rồi người ta mới chữa được. Nghĩa là hội chứng buồng trứng đa nang thì nó có đề kháng insulin, sử dụng metformin thế là thụ thai được. Thế thì trong thai kỳ vẫn có thể sử dụng metformin, nhưng để khống chế đường huyết thì là dùng insulin, nhưng mà cái hướng dẫn của Bộ Y tế của mình thì nó không cởi mở đến mức là cho dùng metformin trong thai kỳ. Mình đừng dùng thuốc viên, tốt nhất là thai kỳ bỏ tất thuốc viên cho cô và chuyển insulin nhé. Mục tiêu của đái tháo đường thai kỳ, đường máu sẽ thấp hơn là của người bình thường đấy, của người đái tháo đường bình thường đấy nhé. Metformin dùng như thế nào ở bệnh nhân sợ rối loạn tiêu hóa? Bắt đầu bằng liều bé nhất cho cô nhé, bằng liều bé nhất 500 mg, dùng chế phẩm XR thì sẽ ít tác dụng phụ trên đường tiêu hóa hơn, cả trên men gan lẫn trên các cái rối loạn tiêu hóa, đầy hơi đi ngoài vân vân. Ở những bệnh nhân đó thì nếu như dung nạp tốt thì ta lên liều đến liều tối ưu thì có thể là 1.500, tối đa là 2.000, nhưng mà ở người béo nhiều thì ta dùng 1.500, còn nếu không ta dùng liều nửa là 750. Bắt đầu bằng liều 500, nếu lên 1.000 mà bệnh nhân đi ngoài tí ti chẳng hạn, bớt về 750, dùng cái liều tối đa phù hợp với bệnh nhân mà bệnh nhân dung nạp được nhé. Đừng bắt đầu bằng liều to vào một phát và ơi bác này béo này BMI cao thế, dùng luôn 2 gram là ăn đòn ngay nhé. Và dặn bệnh nhân là bác về bác xem là đừng dọa nhé, dặn bệnh nhân là bác về và uống metformin thuốc này đi, thuốc này thì rất tốt cho tiểu đường tiếp 2 của bác đấy, nhưng mà trong vòng 2 tuần nhé, bác để ý xem là bác đi ngoài thế nào nhé, thế xem là có hay đi ngoài hơn không, thì nếu thấy có đừng ngại gặp lại bác sĩ, thế là bệnh nhân người ta gặp người ta không sợ nhé. Chứ còn nếu không dặn gì thì 1 tuần sau về bác ăn bao nhiêu sáu tổng bấy nhiêu, bác bảo ô bác sĩ này thấy trông mặt mũi sáng sủa một cái thuốc gì mà uống vào ốm thêm thế này, không đến gặp bác sĩ nữa, thế là xong. Thế là mình đã để cho bệnh nhân thất vọng vào cái kiến thức của mình và người ta không gặp lại mình nữa, thế là người ta không được chữa bệnh, và mình thì mất bệnh nhân, mình chẳng được việc, mình không điều trị được bệnh nhân, thế thành dở hơi, bác sĩ không hành nghề được nhá. Biến chứng bàn tay đái tháo đường ít gặp thôi, biến chứng bàn tay có thể có cái Dupuytren nhé, có thể co gân gấp rồi dày gân các thứ, rồi là có thể có bị viêm gân rồi tạo hội chứng đường hầm vân vân. Những bệnh nhân đấy thì cũng có gặp nhé, và khám thì nó thấy như cái dây thừng mà nó ở chỗ ngay chỗ gân bàn tay ấy, ở các cái gân gấp, ở cái các cái bao gân của lòng bàn tay, và có thể có hội chứng đường hầm, bệnh nhân rất bị đau. Trong trường hợp đấy thì chúng ta cũng phải can thiệp tiểu phẫu để giúp giải phóng cái gân cho bệnh nhân. Ít gặp hơn. Các cái tổn thương thần kinh ở ngọn xa của chi dưới gặp nhiều hơn, phổ biến hơn rất nhiều. Gọi là hội chứng Dupuytren nhé. Dupuytren không chỉ gặp trong đái tháo đường, gặp trong nhiều bệnh nhân khác nữa. Dupuytren. Khi phối hợp thuốc viên giữa metformin và thuốc viên khác thì liều lượng sẽ như thế nào? Liều lượng metformin tùy thuộc vào em đánh giá mức độ đề kháng insulin của bệnh nhân, còn liều lượng của các thuốc khác thì tùy thuộc vào mức tăng đường huyết của bệnh nhân. Nếu em thấy rằng là tăng đường huyết nhiều thì em có thể dùng SU liều từ thấp đến cao, liều 1 viên 2 viên. Nói chung không nên dùng quá liều SU trung bình, bởi vì bây giờ nó có nhiều thuốc tốt quá thì phối hợp nó sẽ có lợi hơn. Nếu mà dùng SU liều tối cao, lối tối đa thì nó có thể nguy cơ hạ đường huyết gia tăng, nguy hiểm cho bệnh nhân và nguy cơ tăng cân nhé. Còn SGLT2 thì tùy theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân, có thể sử dụng đến mức lọc cầu thận 45, ngày nay thì xuống đến 30 rồi, chỉ định của năm 2021 năm nay là xuống đến 30 rồi. Có dapagliflozin thậm chí là đến 25 rồi. Thế còn dưới 25 thì không sử dụng nữa và không có tác dụng bảo vệ nữa. Thế còn ức chế thụ thể D4 thì tùy theo. Linagliptin không phải chỉnh liều khi suy thận. Thế còn sitagliptin, saxagliptin thì phải chỉnh liều ở mức lọc cầu thận 50 thì giảm liều và không sử dụng khi mà mức lọc cầu thận dưới 30.
cho đến 30 thì không sử đến 30 thì giảm phần tư liều thì là dưới 15 không dùng nữa. Tùy thuốc nhé, nó sẽ theo cái quy định mà của nhà sản xuất nhé, người ta sẽ thông báo với mình. Thế còn các nhóm thuốc khác thì mình sẽ dùng, mình căn theo đáp ứng đường huyết mà. Mình sẽ căn theo đáp ứng đường huyết thì có thể sử dụng các cái liều khác nhau và căn theo cái lợi ích mà mình mong muốn. Mình mong muốn bảo vệ thận, bảo vệ tim mạch vân vân, rồi mức đường huyết là bao nhiêu. Mình xem đường huyết về mục tiêu hay chưa. Thế còn metformin thì mình cũng phải căn theo mức lọc cầu thận và căn theo mức độ đề kháng insulin của bệnh nhân. Hai việc này khác nhau nhé. Một cái là tiết beta, một cái là nhạy cảm với lại insulin. Xem béo nhiều, béo ít, vòng bụng to, vòng bụng bé. Bệnh nhân không có triệu chứng cơ năng của bệnh mạc chi dưới trên siêu âm có xơ vữa ABI bình thường thì mình có chẩn đoán là bệnh biến chứng mạch máu ngoại vi không? Xơ vữa cái gì ở đâu? Xơ vữa là xơ vữa nhá, xơ vữa là có bệnh xơ vữa thì còn có bệnh mạch máu ngoại vi. Bệnh máu ngoại vi thì có thể là có tắc mạch rồi này, có thể có ABI bị ảnh hưởng rồi này, rồi là có thể có các biểu hiện thiếu máu của chi này, rồi có thể có đau cách hồi vân vân này. Trong trường đấy thì mình gọi là có bệnh động mạch chi dưới nhé, ta gọi là bệnh động mạch chi dưới của đái tháo đường. Trong trường đấy thì mình phải điều trị aspirin. Thế còn nếu chỉ gọi là xơ vữa chung mà chưa có bệnh chẳng hạn như là những biến cố rồi thì cái aspirin không chỉ định điều trị dự phòng tiên phát ở bệnh nhân đái tháo đường mà chỉ dự phòng thứ phát. Dự phòng thứ phát nghĩa là đã từng tắc mạch rồi, đã từng cắt cụt chi rồi, rồi là ABI giảm vân vân thì lúc bây giờ ta mới dùng aspirin hệ thống. Còn aspirin không được chỉ định hệ thống ở những bệnh nhân mà chỉ có đái đường không và chưa có các cái biến cố về mạch. Xơ vữa không thì mình chả có đái đường, 25 tuổi trở ra mình xơ vữa dần dần rồi nhá. Thì ta không gọi là bệnh động mạch ngoại vi nhá. Là có bệnh xơ vữa nhưng mà chưa có biến cố mạch. Chứ còn bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết áp thì ai cũng có xơ vữa cả nhé. Thì trong trường hợp đấy thì ngày nay thì cái xu hướng mà ưu tiên sử dụng SGLT2 và SGLT1 cho bệnh nhân tim mạch thì là nó càng ngày nó càng rõ nét hơn rồi, nhất là ở những bệnh nhân mà có suy tim rồi có các yếu tố thuận lợi khác như là bệnh thận mãn tính rồi vân vân. Nhưng mà phải có bằng chứng của bệnh tật thì mình mới ưu tiên đầu tiên ngay sau metformin, còn nếu không thì mình lựa chọn ngang hàng với lại những cái thuốc khác. Cô đã trả lời hết câu hỏi của mọi người chưa? Cô đọc hết trên chat đấy, cô trả lời chung đấy. Thế còn ai còn có nữa thì nói to lên cũng được, cô trả lời. Lớp mình ơi, còn ai muốn hỏi cứ hỏi trực tiếp đi em. Cô trả lời thế đã thỏa mãn các bạn có quan tâm chưa? Còn câu hỏi nào tiếp không em ơi? Lớp ơi cho cô phản hồi đi, mình không nhìn thấy nhau, mình phải nói chuyện thôi. Khi nào chẩn đoán bằng chân, vết chai chân có được gọi là biến chứng không ạ? À? Vết chai chân có là một biến chứng, như cô đã nói rồi, đấy là biểu hiện đầu tiên của biến chứng thần kinh. Vì bệnh nhân bị mất cảm giác đau cho nên bệnh nhân sẽ tì đè không đúng, rồi bệnh nhân có các yếu tố về áp lực như là giày dép chật vân vân. Thì bệnh nhân sẽ xuất hiện chai chân, đấy là dấu hiệu của giảm cảm giác của chi dưới rồi nhá. Chai chân cũng là một dấu hiệu của biến chứng thần kinh. Sờ thấy chai ở những vị trí bất thường nhé. Cô mong chờ các câu hỏi, phát biểu nhanh nhẹn lên cả lớp ơi.
Lớp trưởng ơi, các bạn đã thoải mái chưa? Nhắn các bạn hỏi tiếp đi, còn gì nữa không mình giải quyết nốt em ơi. Cô đã giải quyết được các vấn đề của mình quan tâm chưa? Hả cả lớp, các bạn có câu hỏi? Cô trả lời Dạ được chưa? rồi ạ. Cô biết. Dạ rồi ạ. Ừ. Ok, mình còn gặp nhau buổi nào nữa không? Nếu bệnh nhân dùng metformin mà gây TDKMM là cái gì? Tác dụng không mong muốn á. Tác dụng không mong muốn là rối loạn tiêu hóa, cô giải thích rồi còn gì nữa đúng không? Mình có thay thuốc không ấy hả? Nếu dùng liều 500 được thì tốt, còn nếu không dùng được, không dung nạp thì mình đành phải chịu, thì mình dùng các thuốc hàng thứ hai nhá. Mình dùng chế thủ thể thứ 4, không dung nạp được thì mình chịu bó tay sao? Nhưng mà nếu mà người ta chỉ đi gọi là hơi sệt sệt tí, ngày một lần đến hai lần mà không ảnh hưởng đến hấp thu, không bị bị suy dinh dưỡng, thì mình cố gắng dùng cái liều thấp nhất bệnh nhân dung nạp nhé. TZD, TZD cũng là một cái thay thế rất rất là hữu ích. Nó giảm được cái tỷ lệ bị đột quỵ, gọi là pioglitazone ấy, nhưng mà Việt Nam mình không nhập thuốc về. Trước đây khoảng độ 5 năm trước cô có ở trên thị trường, cô dùng cho bệnh nhân giảm HbA1c rất tốt, 1,5% giảm được đề kháng insulin rất tốt luôn, cực kỳ giảm cực kỳ nhiều cái đề kháng insulin. Tuy nhiên là nó ở không, bệnh nhân không dùng được ở bệnh nhân suy tim nhé, vì là nó gây phù giữ nước thiếu máu. Thế nhưng mà nó lại dùng được các bệnh nhân suy thận, và cái nghiên cứu proactive thì nó thấy rằng pioglitazone là bảo vệ được tái phát đột quỵ, cho nên là nó vẫn có vị trí ở trong cái bảng tổng sắp đấy nhá. Bài cô sẽ gửi cho mình nhá, tí nữa lớp trưởng nhắn cho cô email cô gửi bài cho nhá. Dạ vâng. Những người hỏi cô ấy, cô trả lời thế đã ổn chưa? Thưa lên để biết nào. Được rồi ạ. Ok. Được rồi ạ. Thế mình nghỉ được chưa? Còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Ok, thế thì hôm nay mình nghỉ ở đây về học bài nhé. Cô sẽ gửi bài cho, phần nào mà cô nói mà mình cảm thấy hơi nhanh thì mình xem lại nhé. Mình xem lại, ok. Thế vào lớp trưởng cho cô ký email nhé. Dạ.